Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước nha. Nó thì hôm nay em mới về lại được cho anh chị em mình là một cái lô bánh xe chịu tải của Nhật. Thì cái lô này là nó thuộc dạng size nhỏ nha anh em. Nó size nhỏ thì nó sẽ rất là gọn gàng. Thì anh em mua thì nó sẽ phù hợp với cái nhu cầu của anh em nha. Rồi thì ở đây đầu tiên thì em lên lại cho anh em cái bộ này. Nó cái bộ này là cái size nhỏ nhất của bánh xe của Nhật ha. Đó, cái này là nó rất là xịn nha anh em. Đó, đây là Tokyo ha, nó có chữ nè. Đây nè, Tokyo ha, Uchimura. Rồi thì cái bộ này á, thì nó là của thương hiệu là Buckin Caster. Đó, nó có cái logo thương hiệu ở đây. Rồi thì cái bộ thường nó sẽ là 4 bánh anh em ha. Một bộ là sẽ gồm là 4 bánh và cái một bộ gồm là 4 bánh anh em ha. 4 bánh và 4 bánh đều xay được 360 độ cho anh em luôn nha. Rồi thì cái này em cũng sẽ đo sơ cái kích thước của cái bánh này cho anh em luôn. Rồi cái này cái chiều cao của nó là 7cm anh em ha. Tổng chiều cao của nó là 7cm. Độ dày của cái bánh xe này là 2.8cm. Tức là chưa tới 3cm anh em ha. Rồi nó thì một cái bộ gồm là 4 bánh như vậy có thể xoay được 360 độ. Thì cái bộ này thì bên em đang bán với giá là 300k nha anh em. 300k một bộ này nha anh em. Đó, bộ này thì nó tải được khoảng tối đa là khoảng 350kg ha. Từ 300 cho tới 350kg nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ nữa. Thì cái bộ này nó sẽ to hơn cái bộ vừa rồi xíu. Cái bộ này là sử dụng bánh đôi. Nó là cái bánh trong đây là nó có hai bánh nhỏ trong đây ha, gọi là bánh đôi. Thì cái này á, là cái chiều cao tối đa của cái bộ này là nó khoảng là 8cm. Đó, chiều cao tối đa là 8cm. Đó, cái này là của thương hiệu là Kanazawa Japan. Đó, Kanazawa Japan anh em ha. Đó, Shishiku. Rồi, thì cái một bộ của nó thì cũng sẽ gồm là 4 bánh. Nó một bộ của nó là cũng sẽ gồm là 4 bánh xoay được 360 độ luôn nha anh em. Đó. Rồi, cái chiều cao của cái bộ này em đo lại cho anh em ha. Chiều cao của nó khoảng 8cm và độ dày của hai cái bánh này là 3.2cm. Đó, rồi. Thì một cái bộ này thì nó sẽ tải được khoảng là 400kg anh em ha. Tải được 400kg và cái bộ này á, thì nó gồm 4 bánh, giá của nó là 350k nha anh em. 350k một bộ 4 bánh như vậy anh em ha. Đó, thì những cái bánh xe của Nhật á, anh em thấy nó rất là đặc biệt ở chỗ là nó có là bạc đạn nè, bạc đạn dòng bi ở đây và dòng bi ở đây. Cho nên là nó làm bằng kim loại hết, cho nên nó rất là bền anh em ha. Rồi, cái bộ màu xanh này là 350k. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em là một cái bộ màu xanh này nữa. Đó, đây, thì cái bộ này nó sẽ lớn hơn hai cái bộ vừa rồi xíu anh em ha. Cái này á, là nó, cái chiều cao của nó nè, tối đa của nó là 100mm, tức là 10cm anh em ha. Đó, 100mm nha. Rồi, thì cái độ dày của cái bánh này thì nó khoảng là 3cm. Đó, thì cái bánh này nó cũng của là thương hiệu là Shishiku Kanazawa Japan anh em ha. Đây nè, nó có chữ nè. Đó. Rồi, một bộ 4 bánh đều cũng đều xay được 360 độ y như vậy luôn nha anh em. Đó, cái bộ này nó rất là nhẹ và cái bộ này nó tải được cho anh em khoảng là 450 tới 500kg anh em ha. Đó, một bộ 4 bánh như vậy thì bên em đang bán với giá là 430k nha anh em. 430k anh em ha. Đó, rồi cái này thì nó cũng rất xịn anh em ha. Nó cũng là vòng bi nè, vòng bi sắt ở trong đây với vòng bi ở đây. Nó làm bằng kim loại hết, chỉ đúng cái phần đẩy này đi là bằng nhựa cứng thôi. Thì nó rất là bền anh em ha. Rồi, thì cái bộ này là giá 430k nha. Rồi, anh em nào mình quan tâm thì inbox giúp em ha. Đó, hôm nay em về được rất là nhiều cái mẫu bánh xe nhỏ cho anh em. Thì anh em mình quan tâm cái loại nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô bánh xe chịu tải anh em ha. Siêu chịu tải của Nhật luôn. Đó, thì cái này là của thương hiệu là Nanshin. Đó, đây, đây nè. Đó, thương hiệu là Nanshin. Đó, tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn anh em thấy không? Xanh bóng luôn nha. Rồi, anh em thấy ha, nó tải. Đây nè, nó có luôn cả cái phuộc ở đây nữa nè. Đó, siêu tải nha. Rồi, thì cái bộ bánh xe này nó tải được khoảng là 2 tấn anh em ha, hơn 2 tấn nha, rất nặng, nói chung là 2 tấn, 2 tấn mấy gì đó. Rồi, siêu nặng luôn nha anh em. Rồi, thì cái bộ bánh xe này nè, đó, anh em thấy ha, cả 4 bánh thì đều có cái phuộc luôn nha anh em. Rồi, nó gồm là 2 bánh cố định và 2 bánh xoay.
Đó, bánh xoay là bánh này nè anh em. Đó, bánh xoay là bánh này nè. Nó có cái đầu xoay anh em ha. Đó, khi là xoay nè. Đây, để xa xa ra cho anh em xem cho dễ nha. Đó, cái bánh xoay là bánh này nè. Nó có thể xoay được anh em ha. Tức là hai bánh sau á, nó lái á, cho nên là nó phải xoay. Rồi, ok. Thì cái này á, đây, cho anh em coi. Đó, rất là chắc chắn luôn nha anh em. Tình trạng là mới chưa có qua sử dụng ha. Đó, đã đi kèm nó có là cái phuộc nè. Đó, anh em mình nhìn vô là mình thấy nè, nó có cái phuộc ha. Rồi, siêu chịu lực nha. Đường kính của bánh xe là 150. Đó, đường kính của bánh xe là 150. Còn tổng thể từ ở trên cái bát này xuống tới dưới phần cuối cùng của bánh xe là 20. Tức là tổng thể là 2 tấc nha anh em. Đó. Rồi, tình trạng thì mới chưa có qua sử dụng ha. Tổng thể là 2 tấc. Rồi, ở đây anh em thấy ha, nó có cái bạc đạn trong đây siêu xịn nha. Rồi, em đo luôn cho anh em coi cái độ dày của bánh xe nha. Đó, mới full hộp anh em ơi. Độ dày của bánh xe là 4.2. Đó, 42mm nha anh em. Rồi, còn cái bát này là cái bát để anh em mà bắt ốc hoặc là mình hàng nè. Đó, thì em đo luôn. Cái bát này chiều dài là 16cm, chiều rộng là 11cm nha. Đó, trọn bộ là gồm 4 bánh. Đó, trọn bộ là gồm 4 bánh nha anh em. Đó, 4 bánh là gồm là hai bánh xoay và hai bánh cố định. Tức là cố định thì nó cố định dày, còn xoay thì nó sẽ xoay được nè. Đó, anh em thấy không, rất mượt ha, hàng mới mà. Rồi, hàng nội địa Nhật mà nó về được một lô mới này là kêu bằng siêu kinh điển nha anh em. Đó, rất là nặng luôn. Rồi, thì cái này sẵn vậy em cân thử cho anh em coi luôn. Cái này thì em cân thì em sẽ cân một bánh ha. Đó, thì 4 bánh nó như nhau thôi. Rồi, một bánh 6,2 kg. Đó, anh em thấy không, một bánh là 6,2 kg nha. Nó 4 bánh thì khoảng là 6 lần 4 là khoảng là 24 kg. Trọn bộ 4 bánh này là 24 kg nha anh em. Đó, cực kỳ xịn sò ha. Rồi, ok. Đó, mới chưa qua sử dụng nha anh em. Rồi, thì cái này á, nó thích hợp cho anh em làm những cái xe đẩy hàng mà đẩy chịu tải cao anh em ha. Nó đẩy chịu tải cao 2 tấn, 2 tấn rưỡi rồi đó. Nó là anh em xài cái này rất là ngon ha. Đó, đẩy chịu tải cao nè, mình đẩy hàng nè. Hoặc là anh em có thể là đẩy cây cảnh. Đó, mình đẩy cây cảnh, chậu cảnh nè. Hoặc là tượng, những cái tượng nặng hay là cái gì đó. Rồi, rất là ok ha. Bữa giờ anh em kiếm rất là nhiều nhưng không có, nay mới có được một cái lô này. Rồi, thì trọn bộ 4 bánh nha anh em. Trọn bộ 4 bánh thì bên em đang bán với giá là 2,4 triệu. Đó, 2,4 triệu 4 bánh như vậy nha anh em. Đó, trời ơi, rất là đã luôn nha anh em. Rồi, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì hôm nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là hộp quạt Zippo hàng nội địa Nhật nha anh em. Thì cái lô hộp quạt này là hàng đấu giá, giá cực kỳ tốt cho anh em mình luôn nha. Đó, thì cái hộp quạt Zippo này thì anh em biết hàng Zippo là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Đó, thì những cái hộp quạt Zippo từ xưa giờ là nó đã có rất là nhiều cái giá trị anh em nha. Từ cái thời mà lính Mỹ là người ta đã sử dụng những cái mẫu hộp quạt này rồi nha. Rồi, thì cái này á, là hàng nội địa Nhật nha anh em. Em nhập trực tiếp ở bên Nhật về và nó sản xuất tại Mỹ cho mình luôn. Và tất cả những cái mẫu ở đây là nó đều là hàng mới chưa có qua sử dụng anh em nha. Rồi, thì ở đây á, thì em về được hai lô. Thì là cái dòng bên đây nè, nó 4 cái con bên đây. Đó, đây, 4 cái con bên đây em cho anh em coi luôn. 4 cái con này á, thì giá của nó là 550 một con. Đó, đồng giá với nhau 550 một con. Anh em mình thích cái con nào thì cứ chụp màn hình lại gửi cho em là em biết em gửi cho anh em nha. Rồi, 4 con này là đồng giá là 550 một con ha. Dạ rồi, còn những con bên đây á, thì cái giá của nó là 750 một con, bởi vì nó cao cấp hơn anh em ha. Đó, cái hàng đấu giá bên đây nó cao cấp hơn thì giá nó 750 một con. Anh em nào thích con nào thì cứ chụp màn hình cho em. À, rồi thì em cũng sẽ mở sơ ra. Em cho anh em coi thử ha. Đó, em cho anh em coi thử nó như thế nào. Ví dụ cái con này đi. Đó. Rồi. Đây nè anh em, ở dưới cái phần đế của nó ha, nó có cho mình cái chữ nè. Đó. Zippo Made in USA anh em nha. Đó, đây nè. Đó, Made in USA nha. Rồi, mở ra. Bên trong đây là người ta chưa đốt luôn anh em ha. Đó.
chưa đốt luôn. Mình mở cái này ra nữa nè. Đó. Đó, thấy không? Nó có cái Zippo nè, Made in USA nè. Đó. Rồi, anh em xài thì chỉ việc mình bỏ xăng hay là dầu hỏa vô trong đây ha. Đó, rồi mình xài thôi. Thì cái này nó có ý nghĩa là mình sử dụng, mình sưu tầm nè. Đó, sưu tầm hoặc những anh em mà hay hút thuốc rồi ha, thì mình sử dụng những cái này để mà mình bật lửa cũng rất là hay nha anh em. Đó. Rồi, mua biếu tặng cũng được. Nó thí dụ như lâu lâu về quê rồi hát mua cho mấy ông bạn ở dưới quê một cái tặng mấy ổng là cũng rất là ý nghĩa anh em nha. Đó, tình trạng là mới chưa qua sử dụng anh em ha. Hàng nội địa Nhật, tình trạng mới chưa qua sử dụng nha. Tất cả những con ở đây nó đều là chưa có qua sử dụng hết nha. Đó. Đó, ở đây anh em thấy không? Đây nè. Đó, Made in USA ha. Đó. Made in USA ha. Ở dưới cái phần chân của nó với lại trên đây nó cũng có chữ cho mình luôn nè. Đó. Rồi, tình trạng là đều có chưa có bỏ dầu, chưa có bỏ xăng, bỏ dầu gì luôn nha. Anh em mua về chỉ việc mình bỏ vô rồi mình xài thôi. Cái hộp của nó là như vậy nè anh em. Đó, cái này hàng nội địa Nhật anh em ha. Đó, tất cả là chữ Nhật nha. Cái hộp nó thì anh em đậy về thôi. Mua anh em cứ mua sưu tầm, biếu tặng rất là ok. Đó, thì ở đây nè, bốn cái con này thì giá là 550 anh em nha. Bốn cái con này thì giá là 550 con. Thì nó cũng vậy luôn, nó cũng chưa có qua sử dụng ha. Còn những cái con bên đây á, nó những con bên đây thì cái lô khác, thì những cái con bên đây giá của nó là 750 con nha anh em. Đó, 750 con. Đó, rồi thì anh em mình thích cái con nào thì cứ vui lòng chụp cái màn hình lại gửi cho em ha. Đó, hoặc là nhắn qua Zalo thì em sẽ gửi mẫu cho anh em xem nha. Rồi, ok, anh em nào quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là máy lạnh nguyên khối của LG. Thì cái này là hàng nhập Mỹ anh em, tức là cái này là hàng nội địa Mỹ nha. Và cái con này á, là nó sản xuất là tại Thái Lan nha anh em. Nó cái này, cái lô này là nó nhập qua bên Mỹ ha. Và cái này là nó sử dụng cái điện của điện Mỹ là điện là 120V. Đó, sử dụng điện Mỹ là 120V thì mình cũng cắm vô cái cục chuyển nguồn là mình xài. Nó cũng gần như là điện Nhật thì là 100. Rồi thì cái này á, thì trước tiên nè anh em thấy ha, cái ngoại hình rất là đẹp ha. Khi mà cái lô này nó về là về full thùng cho anh em luôn nha. Cái này em khui ra thì cái ngoại hình nó rất là đẹp luôn anh em ha. Chưa qua sử dụng luôn nha anh em, còn những cái siêu bọc ở đây cho anh em mình luôn nha. Rồi cái bảng điều khiển thì nằm ở trên đây nè. Rồi đi kèm của nó là nó có cho mình là cái remote luôn nha anh em. Đó, đi kèm nó là nó có cho mình cái remote luôn. Thì anh em mình chỉ việc là sử dụng remote rồi mình điều khiển cũng được luôn. Rồi thì trước tiên thì em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn để anh em mình hình dung nha anh em. Rồi về cái chiều cao hang, từ ở dưới cái đất nè lên đến cái đầu của cái này á, là khoảng là 63 cm nha anh em. Rồi chiều ngang, rồi chiều ngang của nó là 40 cm nha anh em. Đó, chiều ngang 40 cm. Rồi còn về chiều sâu nè. Đó, chiều sâu thì từ dưới đây qua đây đi, rồi là khoảng là 32 cm anh em ha. Chiều sâu là khoảng 32 cm. Hai bên của nó có cho mình hai cái tay xách luôn nè anh em. Đó, để anh em có thể xách đi ha. Rồi còn cái thông số của nó nè. Ở đây cái hàng nhập Mỹ cho nên là tất cả những cái cảnh báo của nó đều là tiếng Anh anh em nha. Rồi cái này á, là cái thông số của nó là nó sử dụng điện là điện 115V. Nó điện 115V anh em nha. Ở bên Mỹ là xài điện 120 là ta xài được nha. Rồi còn cái công suất của nó nè là 1250W. Ở bên Mỹ thì tính là 13A. Đó, nói chung là cái con này thì sản xuất tại Thái Lan nha anh em. Đó, hàng nhập Mỹ nhưng sản xuất tại Thái Lan. Đó, rồi còn cái này á là, rồi ở phía sau này nó có cho mình cái ống anh em ha. Cái ống này là ống thoát khí nóng nha. Nó đi kèm nó là nó có cho mình cái phụ kiện là cái ống này luôn. Ở trong thùng nó là nó có cho mình cái ống này luôn nè. Anh em cắm vô trong đây. Rồi cái ống này anh em rút anh em đưa ra phía sau thôi. Bởi vì cái nguyên tắc của cái máy lạnh á, thì cái hơi lạnh nó ra phía trước và hơi nóng ra phía sau.
Đó thì cái này là cái máy lạnh nguyên khối, thì nó chỉ có một cái cục như vậy thôi. Đó anh em chỉ việc là mình mang nó, mình để ở những cái nơi không gian nào đó mà anh em mình thấy phù hợp ha. Nó rất là tiện lợi, anh em có thể di chuyển đi khắp nơi luôn cũng được anh em nha. Nhất là những cái sinh viên mà ở trọ rồi ha. Nó ở những cái phòng không có máy lạnh thì mua cục này để vô, tới lúc mà chuyển trọ thì mang đi luôn. Nó như cái quạt vậy anh em. Mà cái này thì nó cũng rất là nặng nha anh em. Đó, khá là nặng ha. Và cái này là của LG. Đó, của LG nha anh em. Rồi thì như em nói ha, công suất 1250W 13A. Đó, rồi bây giờ đi kèm nó là có cái remote luôn. Thì em sẽ test thử cái hơi cho anh em mình ha. Thì ở đây nè, ở đây sử dụng cái chui của Mỹ là chui dẹp nha anh em. Chui dẹp của Mỹ nha. Đó, khi mà hàng nhập Mỹ thì cái chui của nó là chui dẹp. Và ba chui nó có cái relay ở đây nữa nè. Rồi mình về mình cắm vô thì mình cắm vô thêm cái chui chuyển của mình. Rồi ghim vô điện 120 thôi. Của Mỹ là điện 120V nha anh em. Đó. Rồi thì cái này nè em cũng test sơ cho anh em bật lên thôi. Đó thì bật cái remote lên là nó sẽ bắt đầu là nó hoạt động à. Đó nó mở cái cánh gió ra anh em ha. Đó cánh quạt nó quạt ha. Rất mạnh nha anh em. Đó anh em thấy không? Nó cái hơi gió của nó rất là mạnh anh em ha. Nó rất là mạnh cho nên nó sẽ rất là mát nha. Đó. Đó, rất là ok cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái này nó cũng có các cái chức năng là như là mạnh nè, tự động nè, rồi mạnh nè, trung bình nè, nhẹ nè. Các thể loại ở trên đây anh em cũng có thể điều chỉnh bằng tay ở nút cảm biến trên đây cũng được. Mà anh em sử dụng mà cái remote cũng được luôn nha anh em. Đó, cái hơi gió của nó thì nó rất là mạnh rồi ha. Đó. Rồi, và cái hơi nóng thì thường nó sẽ ra ở phía sau. Nó cái hơi nóng nó sẽ ra ở phía sau cho nên anh em chỉ việc là mình nghiên cứu cái đường ống nóng mình đưa đi ra ngoài là được nha. Rồi cái này tình trạng thì mới chưa có qua sử dụng anh em ha. Chưa có qua sử dụng luôn. Rồi bên em đang bán với giá là 6,5 triệu nha anh em. Đó giá là 6,5 triệu ha. Rồi ở dưới đây á, thì thiết kế của nó có mấy cái bánh xe luôn anh em. Đó nè, ở đây nó có cái mấy cái bánh xe anh em ha. Anh em có thể di chuyển rất là nhẹ nhàng, mình để mình đẩy tới đẩy lui như thế nào cũng được luôn nha. Rồi thì gửi tới anh em thì nó là full thùng như vậy, chưa qua sử dụng anh em nha. Và cái này em nói lại lần nữa là nó là hàng nội địa của Mỹ cho nên nó sử dụng điện của Mỹ là điện 120V và sản xuất tại Thái Lan. Chất lượng thì rất là tuyệt vời ha, của LG. Giá là 6,5 triệu. Cái này là hàng thanh lý cho nên là giá rất là tốt anh em ha. Cái này là anh em nào mình có nhu cầu thì mình cứ là vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Một cái lô đèn LED. Đây là đèn pha công trình của Toshiba nha anh em. Đó thì thật ra nói tiếng pha công trình thì mình có thể sử dụng cho công trình nhà xưởng hoặc là sân vườn hoặc là gia đình cũng được. Bởi vì cái độ chiếu xa của nó rất là xa, rất là sáng nha. Thì cái đèn này á thì anh em mình nhìn vô là trước tiên là mình thấy tổng quan ấy, hai cái này nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi. Còn về công suất và kích thước thì như nhau, nói chung mã. Rồi anh em mình nhìn vô là mình thấy những cái chip LED của nó nha anh em. Đó, những cái chip LED của nó là rất là xịn sò luôn nha. Rồi hai con này thì chung cái công suất là 106W nha anh em. 106W và sử dụng được cái nguồn điện là điện AutoVol luôn, tức là điện từ 100 cho tới là 240V luôn. Đó, tức là ở Việt Nam mình cặm điện của mình vô mình xài rất là ok luôn. Ở bên Nhật cặm điện Nhật cũng xài rất ok luôn. Rồi đi theo nó là mọi cái nó có một cái tờ giấy hướng dẫn nhưng mà tiếng Nhật không anh em ơi. Đó, Toshiba của Nhật nha. Rồi thì tờ giấy hướng dẫn này cũng không cần xem cũng được. Bởi vì cái này á là bóng đèn, chỉ việc đấu điện vô là xài thôi. Rồi thì em sẽ quay sơ cái tổng quan, cái ngoại hình của cái cây này cho anh em mình coi nha. Ở dưới đây nó, ở dưới cái phần chân nó có một cái bát nha anh em. Cái bát này để anh em bắt vô tường nè, hoặc là mình bắt vô trong cái gì đó mình kê lên ha. Đó, nó có ba cái lỗ nè. Anh em nhìn vô cái sắt của nó là anh em thấy rất là dày dặn nha. Rồi còn bên đây là cái thông số của cái đèn này. Đó là sử dụng điện 100, 200, 242V, xài thoải mái luôn nha. Công suất là 106W nha. Rồi ok, còn về mặt phía sau của nó thì siêu xịn. Đó, cái cây đèn này là nó nặng là tới 5kg mấy nha anh em. Đó, cây đèn này thì nó nặng tới 5kg mấy lận cho nên nó rất là xịn.
Rồi thì ở đây em cũng sẽ test sơ cái ánh sáng cho anh em mình đi. Ở đây em đấu sẵn cái cọng dây điện rồi, thì em cũng test sơ cái ánh sáng cho anh em mình để anh em mình hình dung được cái độ sáng của nó cho anh em mình dễ lựa nha. Rồi ở đây thì em chỉ việc là em ghim vào điện thôi, em ghim vào điện 100 cũng được. Đó, rất sáng nha nè, chói mắt luôn, trời ơi. Đó đây. Đó, em rọi về cho anh em dễ coi nè. Cái ánh sáng của nó là ánh sáng trắng vàng nha anh em. Ánh sáng trắng vàng siêu sáng nha. Rồi cái đèn này thì làm đèn pha công trình, đèn nhà xưởng hay là đèn sân vườn gì đó. Em không quay rõ vô trong điện thoại được luôn á, nó chói lắm. Em nhìn là không được luôn á, rất là sáng nha anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ mở thử cái bóng đèn này ở trong tối cho anh chị em mình coi ha. Nó anh em mình nhìn vô là mình thấy nó tối thui luôn nha. Rồi bây giờ em mở thử nè. Đó, siêu sáng luôn nha anh em. Đó nè. Đó, em mở thử nó sáng nguyên một cái vùng luôn anh em ha. Nó sáng nguyên cái vùng cả ngàn mét vuông, hơn 1000 mét vuông luôn nha anh em. Đó, anh em mình nhìn ha. Đây nè, đứng xa ra cho anh em xem nè. Đó, rất sáng nha. Đó, nè, em tắt thử cho anh em coi nè. Tắt nè. Đó, anh em thấy tối thui không? Rồi, nè, em mở nè. Đó, siêu sáng. Đó, anh em thấy ha. Nó một cây đèn, nó một cái cây đèn pha, một cây đèn pha LED của Toshiba. Hàng nội địa Nhật, công suất là 106W. Nhưng mà cái ánh sáng của nó rất là mạnh anh em nha. Đây nè. Đó, cho anh em coi cái ánh sáng của nó nha. Ánh sáng siêu mạnh luôn nha anh em. Đó. Rồi, chống nước ha. Chống nước IP66 ha. Chống nước để ngoài trời, sân vườn thoải mái luôn nha anh em. Đó, cái này là khoảng là 1000 mấy 2000 mét vuông anh em nha. Đó, em pha từ đầu tới cuối luôn, cách 70-80 mét cũng còn thấy luôn nha anh em. Đó. Rồi thì đại khái em nói là cái đèn này á, thì bên em bán hai cái mẫu này nó đồng giá với nhau là 1,7 triệu. Nó chỉ khác về màu thôi, ví dụ cái này là màu đen nè, còn cái kia là màu trắng thôi. Còn ánh sáng là ánh sáng trắng vàng, cho nên là cái độ chiếu xa của nó rất là cao. Để em rút điện ra, chói quá. Ui. Rồi, ok anh em ha. Anh em mà mình đang có nhu cầu mà tìm một cái đèn Toshiba, nó một cái đèn pha ngon lành, thì cái đèn này thì nó lựa chọn rất là hoàn hảo nha. Cái này thì bây giờ em cũng đo sơ cái kích thước cho anh em mình để anh em mình biết coi nó có phù hợp không nha. Rồi, trước tiên thì cái chiều ngang của nó là 305. Chiều cao của nó là 320. Nó 305 nhân 320 nha anh em. Còn về cái độ dày của nó nè, độ dày của nó, phần dày tối đa của nó là tới 9cm luôn. Đó, độ dày của nó là tới 9cm luôn. Có cái bát cho mình ha, để mình treo lên ha. Rồi, hai con này thì y như nhau, kích thước cũng như nhau, chung mã, chỉ khác là về cái màu thôi. Cái con bên đây á, con bên đây là màu trắng nè, trắng đen, còn con bên đây là màu đen. Rồi, ok, giá 1,7 triệu nha anh em. Rồi, tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em một cái đèn tàu biển nữa. Đây, đây là cái đèn này là người ta sử dụng ở trên tàu biển, người ta làm mấy cái lối đi á anh em. Thì anh em biết rồi hen, tàu biển á là cái mục tiêu của nó là rất là, cái tiêu chuẩn của nó đó rất là nghiêm ngặt. Bởi vì ở ngoài biển thì anh em biết rồi, cái biển, cái nước muối nó ăn những cái vật thể, tức là sắt kim loại rồi nó mòn rất là nhiều. Cho nên là cái đèn tàu biển này nó làm rất là dày dặn luôn. Ở ngoài là một lớp kính, kính này như kính cường lực ha. Đó, rồi còn bên trong là nó build cho mình một cái lớp kim loại rất là dày luôn nè. Siêu nặng nha anh em, cây đèn này là nó nặng 2 kg mấy nha. Đó, cây đèn này là nó nặng 2 kg mấy, nó rất là nặng. Rồi thì cái đèn này á, em cũng cặm điện em test cho anh em mình luôn. Thì nó cũng là auto vol nha anh em, từ 100 cho tới là 240 luôn. Đó, thì bây giờ em cũng test điện sơ cho anh em mình để anh em mình coi được cái ánh sáng của nó nha. Rồi, đó, cái này là ánh sáng trắng nha anh em, ánh sáng trắng ha. Đó, rất là ok, rất là xịn nha.
Rồi, nó tại em quay vô trong cái cam mình thấy chớp chớp nè, em quay ra đây cho anh em thấy ánh sáng nó yếu hơn xíu thì nó không có bị chớp nè. Còn gần quá là cái nó làm cho cái camera mình bị giật á, chứ ánh sáng nó thì rất là ok. Rồi cái con này á thì để em cho anh em xem thử luôn. Cái con này thì cái công suất của nó là 12W nha anh em. Đây nè, đó nó ghi nè, từ 100 cho tới 200V nè. Đó, công suất là 12W nè. Công suất thực cho nên nó rất là sáng, với lại là cái này nó làm kim loại rất là dày, bảo vệ cực kỳ tốt luôn. Hai bên nó có cái bát nè anh em. Hai bên nó có hai cái bát để anh em treo lên tường, hành lang, lối đi hoặc sân vườn gì đó nha. Cái này thì khá là xịn luôn. Rồi, cái con này thì bên em đang bán với giá là 800k nha anh em. Đó, đèn tàu biển này là giá 800k nha. Rồi, ok, nó nặng là tới 2 ký 7 hay nhiêu. Rồi, ok anh em. Hôm nay em mới về được cho anh chị em là một cái lô đèn trụ công trình của Nhật anh em ha. Đó, một cái lô đèn trụ công trình này nó rất là xịn sò nha anh chị em. Cái này là của thương hiệu là Hataya. Đó, Hataya, những anh em mà xài đồ Nhật nhiều quá là mình biết về cái thương hiệu này rồi ha. Nó là chuyên về đồ công trình của Nhật. Đó, nó làm rất là chuẩn và cũng như là cái độ an toàn rất là cao. Đó, thì cái này á là anh em thấy ha, mình nhìn vô tổng thể là mình thấy ha. Đây nè, ở mỗi cái trụ này là nó gồm 4 cái bóng đèn LED anh em ha. 4 cái cây đèn LED ha. Và mỗi ở ngoài mỗi cây nó đều có bao cho mình một cái lớp bảo vệ nè. Đó, cái lớp này anh em có làm ngã đồ nấy thì nó cũng bảo vệ cái đèn rất là an toàn. Rồi, và cái ở dưới đây á thì nó có đi kèm, nó có cái tay sách anh em ha, cái sách của cái này đó. Còn về cái phần chân của nó đó là anh em thấy ha, cái phần chân này có thể xếp gọn lại được xíu nè. Đó, mình có thể xếp gọn lại được xíu. Ở dưới chân này á, mỗi cái chân nó có gồm 4 cái bánh xe. Đó, dưới mỗi cái chân nó gồm có 4 cái bánh xe anh em ha, 4 cái bánh xe mà nó đều có khóa luôn nè. Đó, nó khá là tiện lợi để khi mà mình sử dụng, mình làm công trình hoặc là sân vườn hay là cái gì đó mình ăn uống ở gia đình mình đó ha. Mình kéo ra ngoài sân hay này nọ gì thì mình có thể đẩy đi rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi, và cái này á, là một cái điểm đặc biệt của nó nữa, nó cũng khá là hay và nó xài được, sử dụng được cái nguồn điện của nó là điện 220V luôn. Đó, sử dụng được điện là điện 220 luôn nha anh em. Rồi, thì ở đây nè, nó ở đây thì bên em á là khi mà nhập về bên em có đấu sẵn cho anh em một cái cọng dây điện luôn. Nó khi nhập về là bên em có đấu sẵn cho anh em một cọng dây điện luôn, anh em chỉ việc là cắm vô điện 220 mình xài thôi. Đó, khá là ok nha. Rồi, ở đây nó có một cái CB nè anh em. Nó có một cái CB ở đây ha. Đó, rồi còn ở bên đây á là nó có cho mình là hai cái chui lấy điện luôn. Đó, khi mà mình ghim điện vô đèn vừa sáng mà vừa ở đây nó vừa có được hai cái chui để anh em có thể sử dụng cái thiết bị gì thì mình ghim vô đây mình xài luôn. Đó, khá là hay anh em ha. Rồi, em sẽ đo sơ cái kích thước, cái chiều cao của cái đèn này cho anh em mình luôn. Rồi, cái chiều cao của cái đèn này từ ở dưới đất ha lên tới trên nóc của đèn này là 1m60, khoảng 1m68. Đó, 1m68 anh em ha. Đó, tình trạng thì cái lô này về nó còn khá là đẹp luôn. Đó, chính hãng của Hataya, sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Đó, đây nè, Made in Japan anh em ha. Đó, chính hãng của Hataya, rất là xịn sò. Rồi, thì cái này á, sau khi ghim điện vô thì ở phía sau này nè, nó có cái công tắc on off nè, em bật lên thôi. Rồi, thì em sẽ mở thử cái đèn này trong bóng tối cho anh em xem thử cái độ sáng của nó nha. Đó, rất là sáng luôn nha anh em. Rồi, em đi xa ra nè. Đó, cho anh em mình coi thử ha. Nó khi mà anh em mình đi camping hay là mình nói chung là mình ăn tiệc sân vườn ngoài trời gì đó ha, mình chỉ cần mình để một cái cây đèn cái là nó sáng nguyên một cái khu luôn anh em ha. Đó nè. Rồi, ánh sáng rất là tuyệt vời cho một cái cây đèn trụ công trình của Nhật anh em ha. Nó rất là bền, rất là xịn, rất là an toàn, có cái CB luôn. Đó, và trên cái thân đèn nó có luôn hai cái chui để anh em có thể lấy điện ra luôn. Rất là hay nha. Dạ rồi, thì cái đèn trụ công trình của Hataya này thì bên em đang bán với giá là 1,7 triệu nha anh em. Đó, 1,7 triệu sử dụng điện là AutoVolt luôn, từ 100 cho tới là 220V nha. Rồi, anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng mình gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó rồi, tiếp theo thì ở đây em giới thiệu đến anh chị em là một cái mẫu nồi áp suất sử dụng điện nha. Đó, cái này là rất là xịn sò ha. Đó, cái này là hàng Emit.
nó emix châu Âu cho nên nó rất là xịn. Thì cái nồi áp suất này cái dung tích của nó là 2,5 lít nha anh em. Nồi áp suất dung tích 2,5 lít anh em thấy không? Đó, cầm rất là gọn gàng ha. Cầm trên tay rất là gọn gàng, rất là đẹp luôn nha. Tình trạng là chưa qua sử dụng luôn. Cái nồi này thì cái công suất của nó là lên đến 650W nha anh em. 2,5 lít 650W thì cái nồi này nó rất là đa năng. Nó đa năng là anh em có thể là sử dụng nó để là nấu cơm nè, nấu súp nè, đó hầm đồ hoặc là nấu canh đồ ha, các thể loại đều được hết luôn nha anh em. Đó thì cái này điện của nó ha, hàng về hàng châu Âu cho nên điện của nó là điện 220V luôn. Đó anh em rất là tiện lợi nha. Đó thì ở đây nó rất là đơn giản anh em thấy không? Đó nó có cái công tắc nè. Rồi anh em điều chỉnh ha, điều chỉnh cái chế độ ở đây thôi. Đó, rồi thì cái này á là nồi áp suất, chỉ việc là anh em dặn qua bên đây là anh em mở ra thôi. Nó cái lồng nồi thì anh em nhìn sơ thì nó hơi giống giống cái nồi cơm điện nha anh em. Nó hơi giống giống cái nồi cơm điện nhưng thật ra là cái hiệu quả của nó đó, nó làm việc là nó đa năng hơn nồi cơm rất là nhiều ha. Nó có thể là hầm xương, hầm thịt, nấu canh, nấu súp, các thể loại ha, thậm chí là nấu cơm cũng được luôn nha anh em. Đó, rất là hay ha. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn, rất là đẹp cho anh em ha. Nồi áp suất nha. Đó, ở trên đây là nó có một cái lỗ thoát hơi ha. Đó thì những cái nồi áp suất này thì nó sẽ nấu canh hầm thịt đồ nó sẽ rất là nhanh. Cái thời gian nó nhanh hơn bình thường rất nhiều nha anh em. Cái này là sử dụng điện luôn cho nên nó rất là tiện lợi cho anh em mình xài nha. Đó, chỉ việc dặn qua để mình mở ra nè. Rồi cái dung tích của nó là 2,5 lít nha anh em. Tình trạng là chưa có qua sử dụng ha. Anh em mình nhìn vô mình thấy hàng châu Âu là mình biết rồi ha. Cái chất lượng của nó rất là tuyệt vời. Nó nút nè. Nó công tắc anh em dặn qua bên đây ha. Nó anh em nấu cái gì đó thì dặn qua đây. Nó gà, hầm gà, súp đồ nè, cơm đồ hay các thể loại. Nó rất là tuyệt vời cho anh em nha. Rồi thì cái nồi này á, thì hiện tại bên em đang bán với giá là 1.450.000 anh em. 1.450.000 một cái nồi như vậy ha. Tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn. Đó, đây là nồi áp suất sử dụng điện nha anh em. Đó, hàng này là châu Âu, rất là xịn sò cho anh em mình luôn. Rồi thì anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên tiếp cho anh em là cái tốp lưu điện hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, những cái tủ điện hàng nội địa Nhật thì nó rất là xịn sò cho anh em mình ha, mình làm công trình là nhà xưởng hoặc nhà ở gì đó ha anh em, cần nhiều cái thiết bị điện ha. Nó thì tình trạng anh em nhìn vô thấy cũng còn khá là đẹp ha, có cái hộp nắp đầy đủ ha. Mình bấm cái là nó bật ra cho mình nè. Đó, mình bấm cái là mình mở ra ha. Đó, đây thì nó gồm là một cái CB tổng anh em nha. Đó, một cái CB tổng và 10 cái CB con nè. Đó, thì anh em thí dụ mình xài thiết bị nào thì mình cứ mình ghi lại nhà trước, nhà sau gì đó tùy anh em nha. Đó, ở trong còn rất là sáng, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, cái này em cũng mở sơ cho anh em coi bên trong luôn. Đó, quá xá là đẹp anh em ha. Đó, mọi thứ còn sáng bóng luôn nha. Rồi cái này thì nó ba dây điện này thì nó thích hợp cho anh em làm sử dụng điện 3 pha cũng được ha. Mà còn nếu như mình xài điện 1 pha thì mình bỏ một cọng dây ra thôi. Nó rất là xịn sò, rất là đẹp ha. Tình trạng còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đó, rồi ok. Thì cái này hàng nội địa Nhật, em sẽ đo kích thước cho anh em mình luôn nha. Đó, kích thước của cái này thì chiều dài của nó là 57cm. Chiều dài là 57 anh em ha. Rồi, chiều dài là 57, chiều rộng là 32. 57 x 32 nha. Đó. Rồi, ok anh em. Cái tốp lô điện này thì bên em đang bán với giá đó là 10 cái CB. Rồi, giá của cái này là 1,6 triệu nha anh em. Đó, giá 1,6 triệu ha. Mã số 1. 1,6. Đó. Rồi, mã số 1 1,6 triệu nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Đó. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho anh em một cái mã nữa ha. Đó, một cái tốp lô điện nữa. Rồi, cái này á thì đó, cái này là mã số 2. Đó, cái cây này thì nó cũng khá là đẹp luôn anh em ơi. Cái này là của thương hiệu National Panasonic nha. Đó, cái này á thì giá của nó là 1,9 triệu anh em ha. Cái này là gồm 2, 4, 6, 8, 16 cái CB con. Đó, một cái CB lớn nè anh em. Một cái CB lớn và 16 cái CB con nha. Rồi, cái này thì em cũng sẽ mở sơ cho anh em coi ở bên trong luôn nha. Đó,
Cái này á, thì bên trong cũng còn rất là đẹp anh em ha. Nó mình lưu ý mình coi ha, những đồ nội địa Nhật thì cái độ bền và độ an toàn rất là cao. Đó thì ở đây nó cũng có cho mình luôn là sử dụng được điện là 3 pha cũng được nha anh em. Tức là điện 1 pha thì mình bỏ một cái dây ra thôi, còn 3 pha là mình để nguyên là mình xài được điện 3 pha luôn nha. Đó, công trình nhà xưởng đồ rất là ok ha. 16 cái CV con, một cái CV lớn nè. Wow, rất là ngon lành. Đó, rồi cái này á, thì em sẽ đo cái kích thước cho anh em luôn nha. Mã này là mã số 2. Thì cái này á, là chiều dài của nó là 48cm, còn chiều cao của nó là 33cm. Đó, 48 x 33 nha anh em. Rồi, ok, cái này tình trạng cũng còn rất là đẹp anh em ha. Đó, cái này là mã số 2 anh em nha, giá 1.9.000 anh em. Mã số 2 giá 1.9.000 nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, full thùng cho anh em ha. Rồi, tiếp theo em qua tiếp cho anh em một mã nữa nha. Đây. Đó. Wow, cái này cũng rất là đẹp anh em nha. Khá là đẹp. Những cái hàng nội địa Nhật về, nó về đợt này thì tình trạng nó rất là đẹp. Đó, nó rất là đẹp anh em ha. Rồi thì anh em thấy ha, sách vở cũng còn đầy đủ nè. Đó, sách vở tiếng Nhật ha. Rồi con này cũng của thương hiệu là Nationo luôn. Con này cũng gần giống như con kia, 2, 4, 6, 8. Rồi con này với con kia cũng giống nhau anh em ha. Đó, nó có là 16 cái CB con, 16 cái CB con và một cái CB lớn nè. Bên trong nó cũng vậy luôn, cũng điện sử dụng điện 3 pha cũng được luôn anh em nha. Điện 1 pha và 3 pha đều được hết. Đó, rồi ok, tình trạng thì rất là đẹp luôn anh em ha. Hai cái con này thì em thấy kích thước nó cũng giống nhau đó anh em. Rồi cái con này cũng đồng giá luôn đi. Rồi con này mã số 3 cũng đồng giá 1.9.000 luôn nha anh em. Đó. Rồi anh em nào mà mình đang có nhu cầu mình tìm cái tốp lưu điện để làm nhà kho, nhà xưởng, hay làm công trình hoặc là sử dụng cho nhà ở cũng được ha. Bởi vì cái hàng Nhật nó rất là bền nha anh em, thì inbox cho em. Rồi cái này cũng là mã số 3, giá cũng 1.9.000 luôn nha anh em. Đó, em đo sơ qua cái kích thước chắc nó cũng bằng cái con bên kia thôi. Đúng rồi anh em ơi, 48 nhân 48 nhân cho 32. Rồi, nó cũng bằng luôn nha anh em. Rồi cái này thì giá của nó là 1.9.000 nha anh em. Rồi anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn. Rồi thì hôm nay em mới về cho anh chị em mình được là mấy cái dòng đồng hồ cơ cổ hàng châu Âu cho anh chị em mình sử dụng luôn nha. Thì đây là cái mẫu đồng hồ treo tường nha anh em. Đó, cái này là em nhập trực tiếp ở bên châu Âu về luôn. Nó rất là đẹp ha anh em. Tình trạng còn rất là đẹp, mà những cái đồng hồ này á, thì nó cũng có tuổi thọ, nó cũng rất là lâu rồi. Nhưng mà những cái dòng đồng hồ cơ á, thì nó sẽ rất là bền theo thời gian, anh em sử dụng một cái vài trăm năm nó cũng còn nguyên vẹn nha. Rồi thì bây giờ mình nhìn sơ vô thì mình thấy anh em ha, nó những cái mẫu đồng hồ cơ á, cái này là nó sử dụng là cái hộp gỗ anh em ha. Nó cái thùng nó bằng gỗ cho nên là nó sẽ rất là bền, rất là đẹp luôn nha anh em. Mà rất là sang trọng khi anh em mình treo lên tường nha. Đó, thì những cái mẫu này anh em mình treo lên tường hoặc trưng bày, sưu tầm hoặc là biếu tặng gì đó thì nó rất là ý nghĩa nha. Rồi thì em sẽ quay vào từng cái mẫu cho anh em mình coi luôn nha. Rồi, ở đây em về cho anh em mình là một cái mẫu đồng hồ cơ. Đó, đây là đồng hồ cơ cổ mà cái dạng là mặt kính anh em ha. Đó, cái này thì khung của nó là bằng gỗ anh em nha. Đó, cái khung gỗ rất là đẹp luôn ha. Ở trong đây nè, cái mặt đồng hồ á, thì nguyên một cái tấm kính lớn ở ngoài. Đó, và nó hiển thị cho mình là cái quả lắc ha, cái quả lắc ở bên trong. Rồi thì cái này á, là về cái ngoại hình của nó tổng thể cũng còn khá là đẹp anh em nha. Mặc dù người ta sử dụng lâu, với lại trong cái quá trình vận chuyển nó có những cái vết trầy nhẹ, nhưng mà anh em biết rồi ha, những cái khung gỗ á, thì nó trầy thì mình chỉ việc mình lấy đồ mình sơn lại thôi. Bởi vì á, ở trong cái quá trình mình sử dụng nhiều năm á, thì nó cái gỗ nó cũng sẽ, những cái màu nó cũng sẽ bị bay màu, thì mình cũng lấy BU mình sơn lại anh em nha, để cho nó đẹp hoài. Rồi ở đây á, thì anh em thấy nó có những cái chi tiết bằng đồng ha, những cái chi tiết bằng đồng nó tiện nè, nó tiện hai phần, trên và dưới luôn anh em. Nó ở trên và ở dưới luôn, rất là đẹp anh em ha. Và cái này là nó sản xuất tại Đức anh em ha, Made in Germany, sản xuất tại Đức nha.
Rồi, ngoại hình tổng thể thì khá là đẹp. Cái này là nó sử dụng cái là hai lỗ code, cứ mỗi 30 phút thì nó sẽ điểm chuông một lần cho mình nha anh em. Rồi thì cái này em cũng sẽ đo trước cái kích thước cho anh em mình, để anh em mình hình dung cũng như anh em mình biết được là cái kích thước của nó như thế nào nha. Rồi, cái này về tổng chiều cao anh em ha. Chiều cao từ ở dưới chân lên đây là khoảng 64cm anh em nha. Nó tổng chiều cao 64cm. Còn cái phần chiều ngang đây thì là 25cm. Còn về cái phần chiều sâu thì nó là 13cm ha. Còn cái đường kính của cái mặt đồng hồ, riêng cái mặt đồng hồ trong đây thì khoảng là 15cm đó. Rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ mở bên trong ra. Nó nãy giờ là mặt ngoài, rồi bây giờ em sẽ mở bên trong ra cho anh em xem nhé. Đó, bên trong thì ở đây nó có một cái chốt nè. Nó cái chốt này á, mình gài vô, chỉ cần mở ra thì mình ghi mạnh ra thôi. Đó, ở bên trong này là nó có cho mình là ba cái gông anh em ha, ba gông ba búa nha. Rồi còn về cái phần mặt đồng hồ á, cái viền kim loại ở ngoài đây nó mạ vàng rất là đẹp anh em nha. Nó mạ vàng rất là đẹp ha. Rồi cái số của nó là số La Mã anh em nha, cái số La Mã. Rồi quả lắc cũng mạ vàng nha, rất đẹp đó. Rồi đi kèm của nó là nó có cho mình là cái đồ lên cốt luôn nè anh em. Nó đi kèm nó có cho mình cái đồ lên cốt, anh em về chỉ việc là mình lên cốt rồi mình sử dụng thôi. Rồi cứ mỗi 30 phút là điểm chuông một lần thì cái đồng hồ này nó vẫn chạy bình thường ổn định anh em ha. Thường những cái mẫu đồng hồ cơ anh em mua về mình sử dụng thời gian nó bị bụi á, là mình lấy ra mình lau dầu thôi. Nó mình lau dầu là mình sử dụng hoài luôn anh em nha. Rồi cái này cứ mỗi 30 phút điểm chuông một lần, với lại là giờ chẵn sẽ điểm chuông một lần thì em sẽ cho anh em nghe thử luôn. Thí dụ như là 1 giờ thì nó sẽ điểm 1 cái, 2 giờ thì nó sẽ điểm 2 cái, 3 giờ thì sẽ điểm 3 cái, và cứ mỗi 30 phút thì nó sẽ điểm 1 lần để thông báo cho mình ha. Đó. Đó, và tiếng chuông của nó là tiếng chuông bính bon nha anh em. Nó như anh em vừa nghe ha, âm thanh nó rất là vang, rất là dễ chịu mà cực kỳ ấm luôn. Nó không quá ồn nhưng mà nó lại vang, ở đâu mình cũng nghe được hết ha. Tiếng chuông rất là nhỏ và cái gông của nó cũng bằng đồng anh em ha. Nó những cái gông bằng đồng rất là đẹp ha. Cái con này tình trạng nó thì còn rất là đẹp luôn, chỉ có cái mặt số nè. Nó cái mặt số ngay chỗ này thì nó hơi trầy trầy nhẹ, thì trầy là bình thường anh em nha. Bởi vì trong cái quá trình người ta sử dụng đồ lên cốt, người ta lên cốt đó để đây người ta dặn nè, nó sẽ trầy nhẹ, nhưng mà tổng thể nếu như nhìn sơ ra thì anh em cũng không thấy gì ha, nó rất là đẹp. Nó bởi vì những cái mẫu đồng hồ lâu năm á, nó thì những cái chi tiết nó theo thời gian thôi, dấu vết của thời gian là bắt buộc phải có nha anh em. Rồi ok, thì cái con đồng hồ này em sẽ lên cho anh em là mã số 1 nha anh em. Đó, con đồng hồ này thì em sẽ lên cho anh em là mã số 1 nha. Đồng hồ cơ treo tường hàng châu Âu, mã số 1, sản xuất tại Đức anh em nha. Đó, rồi mã số 1 con này thì bên em đang bán với giá là 5 triệu nha anh em. Đó, mỗi lần anh em lên code thì nó sẽ, cái đồng hồ nó sẽ chạy được khoảng 1 tuần nha anh em. Đó, code của nó là code tuần ha. Đó, giá là 5 triệu nha anh em. Rồi, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cái mã đồng hồ nữa. Thì cái mẫu đồng hồ này cũng rất là đẹp, rất là cổ điển anh em nha. Đó, rồi cái mẫu đồng hồ này thì anh em mình nhìn ngoại hình bên ngoài nha. Trước tiên ở bên ngoài thì anh em thấy cái hộp gỗ của nó cũng còn rất là đẹp nè. Đó, hộp gỗ còn rất là đẹp ha. Rồi số của nó thì đồng hồ thì hiển thị giờ bằng số nha. Nó ở trên đây thì nó có trầy nhẹ xíu nha. Nó những cái vết trầy này là những vết trầy
do thời gian, do vận chuyển từ châu Âu về thôi. Ở đây thì nó có những cái khe này, nó có những miếng bụi ha, anh em về mình vệ sinh lại nha. Tại cái này em mới nhập về, em cũng mới lau lại thôi. Đó, chưa có kỹ thì anh em mình về mình vệ sinh lại. Với lại những cái vết trầy này nè, cái hộp gỗ thì nó trầy là bình thường anh em ha. Mình lấy cái BO của mình á, đó, mình quét lại là nó đẹp như mới luôn nha. Trong cái quá trình mình sử dụng thì mình lâu ngày á, nhiều năm mình cũng phải quét lại cho nó đẹp. Rồi thì bây giờ anh em mình nhìn vô tổng thể thì mình thấy hang còn khá là đẹp nha. Rồi thì bây giờ nó tổng thể là như vậy. Thì tiếp theo em sẽ đo tiếp cho anh em là cái kích thước để cho anh em mình dễ hình dung nha. Về tổng chiều cao anh em ha, tổng chiều cao của nó là 66cm anh em ha. Từ đầu cho tới phần chân của nó là 66cm. Còn cái chiều ngang nè, chiều ngang này là khoảng 30cm anh em nhé. Còn trong cái phần eo ở đây á, thì nó khoảng là 27cm. Còn về cái phần chiều sâu của nó thì nó khoảng là 13.5cm. Lên tới phần này thì khoảng 15cm. Rồi, khá là ok. Còn về cái đường kính của cái mặt số, đường kính của cái mặt số thì anh em thấy ha, nó khoảng 17cm nha anh em. Đó, đường kính của mặt số thì khoảng 17cm. Rồi, quả lắp thì đó, bằng đồng, rất là đẹp. Rồi thì cái này em cũng mở bên trong ra cho anh em mình coi ha. Đó, đồng hồ thì hoạt động hoàn hảo ha anh em. Ở bên đây á, cái ổ khóa của nó là hai cái 500 anh em ha. Một đầu 500, một đầu ấy, cho nên để vô là nó hết thôi. Rất là tiện lợi anh em ha. Cũng sử dụng 3 gông đồng anh em nha. Đó, cái này là sử dụng là 3 gông đồng, 3 gông đồng, 3 búa, tiếng chuông bính bong nha. Rồi, máy giờ đồng hồ thì vẫn sản xuất tại Đức luôn nha anh em. Nó sản xuất Made in Germany, đi kèm nó có cái đồ link code cho anh em luôn nè. Rồi, quả lắc bằng đồng nhìn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, máy thì hoạt động hoàn hảo ha. Anh em mua về á, mình chỉ việc là mình lau dầu thôi. Đó, lâu lâu thỉnh thoảng mình lau dầu là mình sử dụng thôi. Những cái mẫu đồng hồ này thì anh em mình có thể là làm cổ luôn nha. Đó, sau này nhiều năm sau nó vẫn rất là giá trị ha. Đó. Rồi thì hai lỗ code anh em nha, hai lỗ code cứ mỗi 30 phút sẽ điểm chuông một lần nha. Rồi em sẽ cho nó chẳng giờ cho anh em nha. Rất là hay. Cái bộ máy của nó thì cũng rất là uy tín, rất là chất lượng luôn nha anh em. Rồi, cực kỳ đẹp anh em ha. Rồi, ok anh em. Thì đi kèm nó đầy đủ đồ link code cho anh em luôn ha. Mua về chỉ việc lau dầu treo lên tường chạy thôi, cũng không cần phải làm gì nha. Rồi, cứ mỗi 30 phút sẽ điểm chuông một lần ha. Nó thí dụ tròn giờ thì nó sẽ điểm theo số lượng giờ, còn 30 phút nè. Đó. Đó, 30 phút thì anh điểm báo hiệu cho mình biết là tròn giờ. Nó là tới nửa giờ rồi đó. Rồi, ok. Thì con này em sẽ lên cho anh em cái mã đi, để anh em mình dễ lựa chọn nha. Rồi, con này em sẽ lên cho anh em là mã số 2 anh em nha. Đó, sản xuất tại Đức ha. Hàng nhập trực tiếp từ châu Âu về. Tình trạng còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đó, tình trạng còn khá là đẹp. Con này thì mã số 2 giá là 4.2 triệu nha anh em. Đó, giá là 4.2 triệu hết anh em. Giá rất là tốt ha, từ châu Âu về. Rồi, ok, thì anh em mình quan tâm tới cái mẫu đồng hồ cơ của Đức treo tường này thì anh bóc cho em ha. Anh em mình mua mình có thể là sưu tầm, trưng bày, biếu tặng hay gì đó cũng rất là ý nghĩa nha. Em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô máy hút bụi hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Makita. Đó thì anh em mình thấy ha, những đây là những cái máy hút bụi công trình, nó rất là xịn sò. Nó thuộc dạng là nồi đồng cối đá anh em ha. Nó rất là cứng cáp, rất là xịn sò. Giá mới tại Nhật á, thì khoảng 10 triệu 11 triệu một con nha. Còn giá của em á, thì cực kỳ là tốt cho anh em mình luôn nha anh em. Rồi thì cái đợt này em về được hai loại anh em thấy ha, như là hai cái mẫu này anh em có thể phân biệt nè. Một loại là cao, một loại là thấp ha. Đó, rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu sơ cái loại thấp trước cho anh em mình ha. Cái loại nào nó cũng đều có bánh xe anh em ha. Nó cứ đều có bánh xe, anh em có thể đẩy kéo thoải mái nha. Đó. Cái này là của Makita.
Đó, cái con này thì dạng là công trình, cho nên là anh em thấy ha, đó nó bị trầy, một phần là do vận chuyển, với cái phần còn lại là bởi vì hàng công trình, người ta sử dụng nồi đồng cối đá, người ta không có giữ bảo vệ kỹ được như cái đồ gia đình. Nhưng mà một cái điểm đặc biệt đó là hàng công trình thường là cái độ trâu bò của nó rất là bền. Đó, nó rất là xịn nha anh em. Rồi thì cái này là nó có cái ngăn hút ở đây nè anh em. Đó, công tắc on off thì nằm ở đây. Điện của nó là điện 100V, hàng nội địa Nhật, điện 100V nha anh em. Rồi thì cái này là nó có cái quai sách nè. Rồi, với lại là ở bên đây, hai bên này thì khi mà mình muốn mở ra thì mình mở hai cái bên này ra thì mình sẽ mở cái máy của nó ra được nha anh em. Đây, em mở ra cho anh em xem. Đó. Ha. Một cái máy nè, rất là to anh em ha. Đó, cái máy rất là to, động cơ và cũng cực kỳ nặng luôn nha anh em. Rồi, ở đây thì nó có cho mình là cái túi ha, cái túi lọc, cái túi bụi á, khi hút bụi vô đây thì nó nằm trong đây. Rồi, ở đây thì nó có cho mình luôn là cái dây hút. Đó. Rồi, rất là ngon. Nhìn cái hàng mà mấy cái hàng công trình như vậy á, nhìn nó cũ cũ nhưng mà nó rất là bền. Đó, nó cũ cũ nhưng nó rất là bền, nó rất là cứng cáp, rất là xịn nha anh em. Đó. Rồi, cái này em cũng cắm điện thử cho anh em mình luôn nha. Điện thì là điện 100, cho nên ở đây thì em sẽ cắm qua cái cục chuyển nguồn. Công tắc thì công tắc on off nằm đây. Đó, chạy rất êm nha nè. Chạy rất êm. Ôi, siêu mạnh. Ôi, cứng. Nè. Ôi, chạy rất mạnh luôn anh em ơi. Nó nói chung con này là chạy rất là mạnh nha. Rồi em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn ha. Cái này chiều cao từ dưới lên tới trên đây là khoảng 55 cm nha anh em. 55 cm. Còn chiều ngang của nó là khoảng là 30 cm anh em ha. Đó, còn về chiều sâu của nó là 35 cm. Đó, tình trạng của nó thì nó cũ cũ như vậy ha. Tình trạng cũ cũ như vậy. Nhưng mà máy thì rất là mạnh, điện là điện 100V anh em ha. Những cái hàng công trình đó tại Nhật thì rất là xịn ha. Rồi, con này thì để cho anh em với giá là 1.400.000 nha anh em. 1.400.000 ha, đi kèm nó là nó có cái ống này cho mình ha. Đó, đi kèm nó là nó có cái ống hút này cho mình. Đó, cái ống hút này thì anh em hút ha. Nó mình hút cũng được, còn không thì anh em có thể mua thêm cái đầu hút nữa để anh em máy vô. Ở đây thì cái ống này về nó không có đầy đủ phụ kiện cho nên là nó chỉ có cái đầu này thôi. Đó, cái đầu này. Đó, cái đầu này chế cho anh em xài nè. Còn nếu như anh em mình muốn mua cái bàn hút thì mình cứ nó mình tìm cái bàn hút mình gắn vô mình xài thôi. Rồi, con này là 1.400.000 nha anh em. Nó 1.400.000. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cái con cao cấp hơn nữa. Cái con này thì nó to hơn. Đó, anh em mình nhìn vô là mình đã thấy rồi ha. Nó con này nó to hơn, nó rất là cứng cáp, rất là nặng anh em. Siêu nặng lúc vào. Và ở dưới cũng có bánh xe, đẩy đi nhẹ nhàng, một tay di chuyển thoải mái luôn nha anh em. Đó. Rồi, con này thì cũng sử dụng điện là điện 100V. Đi kèm nó cũng có cái dây ống hút cho mình luôn này nha. Rồi, còn ở trong đây. Mở cho anh em coi luôn. Đó. Trong đây thì nó có cái lọc. Để em mở con dây điện này ra. Rồi, mở ra cho anh em xem thử luôn. Đó. Cái máy nè. Cái máy rất là to luôn nha anh em. Máy rất là to ha, rất là to, rất là nặng. Chuẩn nồi đồng cối đá luôn anh em ha. Ở đây nó còn dính một miếng bụi. Nó dính một miếng bụi như bụi bột bê á anh em ha. Thì cái này anh em biết rồi, bên Nhật người ta làm công trình nha. Cho nên những cái đồ công trình thì nó xịn lắm. Rồi, ở trong đây, đây là một cái lọc ha.
bụi bẩn, còn không thì anh em có thể lọc trực tiếp vô trong đây luôn. Đó, cái này thì khá là ok. Đó, rồi thì cái này em cũng gắn vô, em cắm điện thử cho anh em mình luôn nha. Những cái dòng này nó mạnh mà nó rất là êm anh em. Nó mạnh mà nó êm lắm. Đó. Cái này nó phù hợp cho anh em là mình sử dụng ha. Gia đình, công trình. Quá tuyệt vời rồi. Rồi thì cắm điện vô, điện là điện 100V. Cắm vô mở thôi. Đó, rất êm nè anh em. Và rất là êm luôn anh em. Nó mạnh và rất là êm, nó là hai từ mà em hình dung ở cái con hút bụi này. Rồi cái này em đo sơ chiều cao cho anh em luôn nha. Chiều cao từ dưới đất lên là khoảng là 68 anh em ha. Từ dưới đất lên là khoảng 68. Còn đây nó có cái bánh xe anh em thấy. Rồi chiều ngang của cái này, phần đầu này là khoảng là 60. Đó, tới bánh xe trước là khoảng 60 anh em ha. Đó, rồi, con này tình trạng thì nồi đồng cối đá, nhìn nó như vậy, còn rất là ngon ha. Rồi, con này thì giá là 2.3 triệu anh em ha. 2.3 triệu, xài điện là điện 100V. Nó của Makita, chính hãng, hàng nội địa Nhật. Đó, đây, ở đây thường nó có cho mình là, đi kèm nó có cho mình cái tem này nè. Đó, nó sẽ có một số con có còn không anh em ha. Nhưng mà anh em biết là cái tem này, tay vô này là anh em biết rồi ha. Taiyo này là một cái thương hiệu mà công trình rất là nổi tiếng của Nhật nha anh em. Đó, những anh em mà xài đồ Nhật nhiều thì mình để ý mình biết ha. Rulo Hataya cũng có cái này nha. Rồi, thì giờ em báo giá lại cho anh em coi ha. Cái con nhỏ này là 1.4 triệu điện 100V. Con lớn này là 2.3 triệu điện cũng là 100V. Cả hai con đều là của Makita chính hãng, và cái này là hàng nội địa Nhật, nhập bên Nhật về cho nên sử dụng điện zin của Nhật là điện 100V. Rồi anh em nào mà mình quan tâm tới mẫu máy hút bụi công trình này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, anh em nào mà hiện tại mình đang cần tìm một cái cây búa nhựa để mà làm việc á, ví dụ như là anh em làm thợ hoặc sử dụng gia đình gì đó. Có đôi khi là những cái cây búa sắt thì mình không gõ được, bởi vì có một số cái vật liệu khi sử dụng búa sắt mình gõ lên là nó sẽ hư liền. Cho nên là cái nhu cầu mình, người ta mới xài búa nhựa. Thì khi mà anh em đang có nhu cầu xài thì hiện tại ở đây em có một cái bộ ba cây búa nhựa của thương hiệu là Buffalo. Đó, Buffalo, cái lô này là hàng nội địa Nhật luôn anh em, chưa qua sử dụng luôn nha. Đó, tại vì khi mà đã qua sử dụng thì mình để ý cái đầu nó là mình biết ha, ta gõ nhiều thì nó bị chai. Đó, còn cái này là còn nguyên nha. Rồi thì cái bộ ba cây như vậy anh em thấy không, ba cây này là chỉ có là 295k thôi, tức là chưa tới 100k một cây nữa ha. Bộ ba cây như vậy đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mà cái tiêu chí mà sử dụng búa nhựa cho anh em mình luôn nha. Mua một lần là xài đầy đủ luôn. Rồi 295.000 nha anh em nào mình quan tâm thì inbox giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây đó, đây em lên trực tiếp cho anh em là một cái kéo nha anh em. Đây là cái kéo dạng cắt vải của Nhật nha. Đó, kéo cắt vải của Nhật rất là xịn sò ha. Cái này là nó dài lắm, nó dài khoảng 35cm nha anh em. Nó dài khoảng 35cm nha. Đó, tình trạng là chưa xài luôn nè. Rất là xịn sò nha. Cái kéo này thì bên em đang bán với giá là 190k nha anh em. Đó, 190k một cái kéo như vậy nha. Đó, anh em mua về mình cắt vải, cắt đồ, cắt những cái đồ lặt vặt đồ cũng khá là ok nha. 195.000 nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì đây ở trong cái kiện hàng của Nhật đợt này em về được cho anh em là một cái cây đàn Yamaha, đàn guitar của Yamaha. Rồi thì cái cây đàn này là Yamaha, cái mã của nó là FG202 anh em ha. Rồi thì cái này là cái dòng dây của nó là dây kim loại anh em ha. Dây kim loại thì nó là acoustic ha. Đó, còn khá là đẹp luôn nha anh em. Rồi, ở phía sau nè. Đó, nó có cái những cái phím của nó anh em ha. Những cái phím nè. Đó, Yamaha Japan nha. Đó, còn rất là đẹp luôn nha. Rồi, về tổng thể thì quá là ok anh em ơi. Cây này thì anh em mua sưu tầm rồi cũng rất là ngon ha. Nó sưu tầm, trưng bày, biếu tặng
hay là chơi cũng khá là ok. Rồi, cái cây này thì mã của nó nè, nó FG202, và cái này Made in Japan, sản xuất tại Nhật nha anh em. Đó, cái này thì em cũng cho anh em nghe thử luôn âm thanh. Đó. Âm thanh cực kỳ vang nha anh em, rất vang nha. Đó. Đó. Nói chung cái này em chưa lên dây lại. Đó, em chưa lên dây lại, anh em về mình lên dây đàn lại là quá là hay. Còn về cái độ vang của nó thì cực kỳ vang nha anh em. Anh em biết rồi ha, cái kỹ thuật làm đàn của Nhật á, thì nó là đứng top đầu thế giới rồi ha. Nó ở bên châu Âu người ta vẫn rất là chuộng cái dòng Yamaha như vậy. Cho nên tại Nhật nó cũng rất là giá trị anh em nha. Rồi cây này thì ngoại hình còn khá là đẹp luôn nha. Rất đẹp. Đó. Rồi âm thanh thì vang hay. Cần thì cũng rất là chuẩn anh em ha. Rất là đẹp luôn nè. Rồi ok anh em, thì cái cây đàn Yamaha của Nhật này, mã là FG202, thì bên em đang bán với giá là 5,5 triệu nha anh em. Đó, cây này giá là 5,5 triệu nha. Rất là giá trị cho anh em sưu tầm nha. Âm thanh rất vang. Rồi ok, 5,5 triệu, anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái mẫu quạt, là quạt cắm trại nha anh em. Đó, cái quạt này dành cho anh em mình đi camping cắm trại dã ngoại ha, hoặc là ở nhà mình hay có cúp điện gì đó, hoặc là trưa nắng mình muốn ra ngoài sân vườn mình ngồi thì mình sử dụng cái quạt này rất là ok nha anh em. Cái quạt này là của thương hiệu là Misaki anh em ha. Đó, thương hiệu là Misaki, và cái quạt này á là nó hàng nội địa Nhật ha anh em. Nó tình trạng rất là đẹp ha. Cái này nó có cho mình cái móc nè. Cái móc này anh em có thể mình treo ngược nó lên như vậy luôn anh em nha. Đó, mình có thể treo ngược nó lên như vậy luôn, rất là ok nha anh em. Rồi thì cái này á là nó có đi kèm cho mình là cái chui sạc anh em ha. Nó có đi kèm với cáp sạc cho mình nè. Anh em chỉ việc cắm vô đây thôi, một đầu thì cắm vô chui USB mình sạc ha. Rất là tiện lợi. Ở trên nó có cái quai sách luôn nha anh em. Đó, ở trên nó có cái quai sách, và cái quạt này á là nó có hai chức năng ha, vừa quạt và vừa sử dụng đèn luôn. Ví dụ như ở đây á nè, em cho anh em coi cái chế độ ha, nó có hai cái nút bấm nè. Một nút là nút quạt nè, anh em bật nè. Nó cấp độ thứ nhất anh em ha. Đó, cấp độ thứ hai nè, nó lên cái bóng đèn ở đây. Cấp độ thứ ba, cấp độ thứ tư, nó là mạnh nhất ha. Còn về phần quạt thì cánh quạt anh em có thể điều chỉnh ở đây nha. Nó mình điều chỉnh lên xuống rồi được luôn nha anh em. Đó. Điều chỉnh theo cái ý muốn mình luôn. Nó lên xuống gì cũng được ha. Rồi tiếp theo thì ở đây nó có cái chế độ đèn nè, bên đây nè anh em bấm nè. Đó, đèn ha. Cấp độ 1 nè, cấp độ 2 nè, cấp độ 3 nè. Đó, ba cấp độ đèn luôn nha. Tắt nè. Rồi, tắt quạt nè. Nó vừa xài được đèn và vừa xài được quạt ha. Nó đèn cũng có ba chế độ sáng luôn anh em nha. Đó, rồi quạt nè. Rồi xách đi cầm đi rất là tiện lợi luôn nha anh em. Đó, rồi cũng rất khá là mát nha. Rồi tiếp theo thì cái này á là em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi cái này á là chiều cao ha, từ dưới đất lên tới cái phần đỉnh của cái quạt nha là 25 cm. Đó, chiều cao từ cái phần đầu ha cho tới cái phần chân là 25 cm. Còn cái chiều ngang của nó ha anh em, chiều ngang là 21 nha. Đó, khá là ok, rất là xịn sò, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, hàng nội địa Nhật thì tình trạng của nó cũng này cũng chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, tình trạng chưa qua sử dụng ha. Rất là đẹp nha. Rồi thì cái này đi kèm nó có cái cáp sạc cho mình ha, anh em về cắm vô chui USB là mình sạc thôi. Rồi, tắt chế độ đèn nè. Đó, tắt nè. Rất là gọn gàng luôn nha anh em. Đó, anh em mình nhìn vô cái bàn tay em là mình cũng hình dung được cái đè cái quạt này nó bao lớn rồi nha anh em. Đó, còn không mình có thể mở cái chế độ đèn thôi cũng được, không cần quạt cũng mở được nha anh em. Rồi ok, thì cái đèn và quạt này ha anh em, thì bên em đang bán với giá là 450 nha anh em. 450 ha, hàng nội địa Nhật, hàng của thương hiệu là Misaki nha anh em. Đó, rất là xịn sò luôn nha. Nó mình sạc hết pin xong thì chỉ việc là mình cắm vô mình sạc rồi mình xài tiếp thôi. Đó, khá là chất lượng nha. Rồi anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu mà quạt và đèn đa năng này thì mình bóc cho em nha. Đó, giá 450 nha anh em. Rồi ok.
Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bàn xếp gọn anh em nha, để cho anh em đi camping, cắm trại, dã ngoại gì đó mà mình sử dụng ha. Thì cái này đi kèm nó có cái túi vải luôn cho mình, có thể là mình bỏ trong túi vải để mà mình mang vác đi cũng rất là tiện lợi anh em nha. Rồi cái bàn này thì anh em cũng rất là dễ dàng, chỉ việc là mình mở ra thôi. Đó, mình chỉ việc mình mở cái khung ra nè, nó cái khung cái chân của nó ra nè. Đó, em ráp vô thử cho anh em xem luôn nha. Đó, mình mở trước tiên là cái khung. Đó, rồi cái mình đặt cái mặt bàn lên. Đó, mình mở trước tiên là cái khung, cái tiếp theo nữa là mình đặt cái mặt bàn lên. Đó, chỉ việc đặt mặt bàn lên thôi. Đó, trong vòng một nốt nhạc là em đã có thể là em xếp xong cái bàn này rồi nha anh em. Đó, thấy không? Chỉ việc là trong vòng vài giây thôi là em đã làm xong cái bàn này rồi. Đó, cái bàn camping cắm trại dã ngoại anh em thấy nè, nó rất là tiện lợi nè. Đó, em cầm lên nè, và nó cũng chịu lực cũng khá là tốt anh em nha. Đó, chịu lực cũng khá là tốt luôn nè, rất là đẹp anh em ha. Rồi thì cái này á, thì bây giờ em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi, kích thước của cái mặt bàn nè anh em ha. Kích thước của mặt bàn, chiều dài của mặt bàn là 56cm. Đó, chiều dài của mặt bàn là 56cm anh em nha. Rồi, còn về chiều rộng của cái mặt bàn nè. Đó, chiều rộng của cái mặt bàn là khoảng 41cm, 56 x 41 ha. Còn chiều cao của cái mặt bàn nó là khoảng là 41cm luôn. Đó, thì nó rất là thích hợp cho mình ha, để mình để đồ, công cụ, dụng cụ, hoặc là đi cắm trại thì anh em có thể để một cái bếp nè. Đó, những cái đồ để thức ăn lên đây ha. Rất là đẹp anh em ha, tình trạng mới chưa qua sử dụng anh em, mới 100% chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi thì cái bàn này thì bên em đang bán với giá là 490k nha anh em. Đó, cái giá rất là tốt cho anh em luôn, chỉ có 490k cái bàn như vậy thôi ha. Mình có thể mua để cắm trại dã ngoại, hoặc là mình hay ăn tiệc ở ngoài trời đó đó. Nó thì mình có những cái bàn này, nó mình để ra nó rất là gọn gàng, mà khi mà xếp lại cũng khá là tiện lợi luôn, chỉ việc là mở lên nè. Đó, em mở lên cho anh em ha. Đó là em xếp lại là xong nè. Đó anh em thấy, nó về là xếp lại là xong cái mặt bàn. Đó, còn cái phần chân thì chỉ việc mở cái này ra thôi, trả về phía sau, bóp vô. Đó, anh em thấy không, trong vòng một nốt nhạc thôi mà đi kèm nó là nó có luôn cho mình cái túi nữa. Đó, đi kèm nó là nó có cho mình cái túi để mình đựng nữa, thì quá là hay ha anh em. Rồi giá chỉ có 490k thôi ha. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu bàn xếp gọn này thì inbox cho em luôn nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây, nó em về cho anh em được là một cái lô máy sấy tóc rất là xịn nha anh em. Đó, đây, đây là máy sấy tóc cực kỳ cao cấp ha, rất là xịn luôn nha anh em. Đó, cái này nó thiết kế y chang là của Dyson ha. Nó thì anh em, nếu như anh em mình biết cái thương hiệu Dyson rồi thì mình biết ha, nó rất là cao cấp. Những cái mẫu máy sấy tóc của Dyson phải từ mười mấy triệu một cái không à, 14, 15 triệu một cái ha. Rồi thì cái này nó rất là hay anh em, những cái đầu của nó này anh em thấy không, để vô là nó hít nè. Đó anh em thấy không, nó khi mình đặt vô là nó sẽ tự động nó hít ha. Đó, nó hít rất là dễ, rất là tiện lợi ha. Còn cái công tắc thì anh em bật ở đây. Đó, rồi rất là ok luôn anh em. Đó, còn cái dây điện của nó nè, nó mình ghim được, xài được điện là điện 220V ha. Đó, rồi cái này á, thì anh em cứ xài cái nào thì mình cắm cái đầu đó vô thôi. Đó, cực kỳ xịn ha anh em. Đó, mình nhìn thiết kế nè là mình thấy rồi, rất là cao cấp luôn. Đó, nó có những cái đầu cho mình rất là nhiều cái đầu ha. Ví dụ chị em mà cần uống tóc hay gì này nọ thì sấy ở những cái chỗ cong cong á thì đây. Đó, còn đây là những cái đầu khe, có thể chỉnh góc độ tùy anh em ha. Tất cả những cái đầu này đều sử dụng 500, cho nên đưa vô là hết nè. Đó, rất là ngon lành luôn nha anh em. Đó, rất là ngon lành. Rồi, ok anh em ơi. Đó, cái máy sấy tóc này ha, thì bên em đang bán với giá là 650 nha anh em, 650k. Đó, máy sấy tóc Hàn Quốc 650k. Anh em mình quan tâm thì inbox giùm em nha. Dạ rồi, thì tiếp theo thì anh em mới về lại cho anh em được là cái đèn măng sông anh em ha. Đây là đèn măng sông sử dụng pin nha anh em. Cái này là đèn măng sông sử dụng pin của thương hiệu là Takiko. Rồi thì cái đèn này á, nó rất là đơn giản anh em, mình chỉ việc mình sạc pin thôi rồi mình xài thôi.
Ở đây nó có cái núm dặn nè anh em dặn nè, nó là cái chế độ ánh sáng ha, cái này là ánh sáng trắng vàng nhìn rất là đẹp nha anh em. Rồi nếu như mà mình muốn nó sáng mạnh hơn thì ở đây mình chỉ việc mình dặn mạnh hơn thôi. Đó, mình càng dặn thì nó càng mạnh anh em ha. Rồi cái ánh sáng của nó cũng rất là đẹp nha. Đó, ánh sáng rất là đẹp luôn anh em ha. Thì thường những anh em mà đi camping cắm trại dã ngoại hoặc là nhà mình mà hay cúp điện rồi đó, nó thì mình đi ban đêm rồi hay sử dụng đèn á, thì anh em mua cái đèn này anh em cầm đi ha, nó rất là ok. Với lại pin của nó là pin sạc cho nên nó rất là tiện lợi anh em ha. Rồi đi kèm nó là nó có cái cáp sạc luôn cho mình nè, mình chỉ việc là mình sạc đầy rồi mình xài thôi. Đó, cái này thì nó anh em để nắng mưa cũng khá là ok luôn nha anh em. Rồi, rất là ok. Ánh sáng nhiệt độ màu rất là đẹp ha. Nhiệt độ màu này nó rất là dễ chịu nè. Rồi, ok anh em nha. Rồi cái đèn măng sông này thì bên em đang bán với giá là 190k một cây anh em ha. Cái này là của thương hiệu là Takiko nha. Rồi, 190k một cây. Có một cái màu rêu rất là đẹp ha. Rồi, màu quân đội rất là đẹp luôn. Rồi thì anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Hôm nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái bộ ghế sofa. Đó, đây là bộ ghế sofa là gồm 3 món nha anh em. Nó y như em quay ha, gồm 3 món là gồm một cái ghế dài nè, một cái ghế đơn và một cái ghế nhỏ cho mình ngồi ha. Thì cái bộ ghế sofa này anh em nhìn vô ha, cái chất liệu da nó rất là đẹp luôn nha. Đó, cái này mình decor trang trí trong nhà thì cực kỳ sang luôn nha anh em. Rồi thì cái tình trạng của nó là mới chưa có qua sử dụng luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ đo sơ vào kích thước của từng loại cho anh chị em mình. Rồi trước tiên thì em đo cái này đi. Cái này là cái nhỏ ha. Cái này thì anh em ngồi lên cũng khá là thoải mái luôn nha anh em. Đó, cái này thì cái kích thước của nó chiều dài là 72 anh em ha. Chiều dài là 72 nè. Rồi em đo tới chiều rộng nha. Chiều rộng là 54. Rồi chiều cao, chiều cao là 40 nha anh em. Đó, rất là thoải mái ha, ngồi cực kỳ êm luôn nha. Rồi 72 x 54 x 40. Rồi tiếp theo là tới cái mẫu nó ghế sofa đơn này. Đó, mẫu ghế sofa đơn này em cũng đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn. Cái này về chiều ngang của nó anh em ha. Chiều ngang của nó là khoảng 78 cm nha anh em ha. Chiều ngang là 78 cm. Rồi, về chiều dài. Chiều dài là 92, 78 nha, 92. Rồi chiều cao. Chiều cao thì em sẽ đo một phần là em đo ngay cái yên nè, ngay cái chỗ mình ngồi nè. Đó, là 42 luôn anh em ha. Rồi một phần thì em đo tới phần tay vịn ha. Tay vịn là 60 và cái phần tựa lưng. Đó, tựa lưng thì sẽ cao hơn miếng nó là 70. Cái tư thế ngồi rất thoải mái nha anh em. Ngồi lên thử cho anh em xem luôn. Đó. Đó anh em thấy ha, cái tư thế ngồi cực kỳ thoải mái nha. Cực kỳ thoải mái luôn nha. Nó đi kèm của nó là nó có cho mình hai cái ba cái gối anh em ha. Nó ba cái gối, hai cái gối hai bên và một cái gối tựa lưng. Đó anh em ha, nhìn nè. Đây nè, đó ba cái gối bọc da cũng rất là đẹp ha, hai cái hai bên nè và một cái tựa lưng nha anh em. Đó, ngồi rất êm luôn, rất là êm luôn ha. Đó. Rồi, tiếp theo là tới một cái ghế dài. Một cái ghế dài để dành cho ngồi, có thể ngồi được 3 người anh em ha, 3 hoặc 4 người. Rồi thì cái ghế dài này em nhìn vô thì em cũng sẽ đo cái chiều dài trước tiên cho anh em mình luôn. Rồi em sẽ đo cái chiều dài cho anh em mình ha. Chiều dài của nó là 2m04. Chiều dài, tổng chiều dài là 2m04 nha anh em. Rồi bắt đầu là tới chiều rộng. Chiều rộng của nó là 78 anh em ha, 2m04 x 78. Rồi về cái phần chiều cao, chiều cao tới phần này là 42. Đó, cũng bằng nhau, ba cái mẫu này thì cái phần ngồi nó bằng nhau anh em ha. Rồi còn cái phần tựa lưng của này thì nó cũng như kia thôi, 70. Tựa lưng là 70. Rồi đi kèm nó là anh em mình nhìn vô là mình thấy ha. Đó, nó có cho mình là hai cái miếng lót hai bên và ba cái phần gối tựa lưng, rất đẹp luôn nha anh em. Đó, cực kỳ đẹp nha. Tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Nó mới full thùng chưa qua sử dụng, cực kỳ đẹp ha. Cái này nó thích hợp decor trang trí không gian mà phòng khách thì nó rất là sang trọng luôn nha anh em. Mà cái bộ này á thì bên xưởng người ta xuất dư cho nên là người ta thanh lý giá cực kỳ tốt luôn. Rồi, thì khi gửi hàng đến anh em thì bên em sẽ gửi cho anh em là ba cái thùng như vậy.
nó tình trạng là mới chưa qua sử dụng full thùng luôn nha anh em. Đó, ba cái thùng như vậy ha, từ xưởng ra luôn cho anh em mình. Rồi thì cái bộ mà sofa ba món này thì nó gồm là một cái ghế dài nè anh em ha, một cái cục u nhỏ để mình ngồi ha, và một cái ghế đơn này. Thì trọn bộ ba món này thì bên em đang bán với giá là 11 triệu nha anh em. Đó, 11 triệu là giá thanh lý tại xưởng luôn, rất là tốt nha anh em. Đó, cái này là hàng xuất khẩu cho nên là cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Rồi, anh em nào mình quan tâm và mình có nhu cầu mua thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Thì nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô quạt năng lượng mặt trời. Đó, rất là xịn sò luôn nha anh chị em. Thì cái lô quạt năng lượng mặt trời này á, thì ở đây đi kèm của nó là gồm là một cái quạt anh em ha. Đó, một cái quạt nè và một cái tấm pin năng lượng mặt trời để cho anh chị em mình sạc. Thì cái quạt này nó rất là tiện lợi anh em ha. Đó, thì mình nhìn vô là mình thấy nè. Đó, nó khá là tiện lợi, khá là gọn gàng nha. Đó, ở đây nè, anh em có thể là mang mình để ở bất cứ mọi nơi ha. Để ở bất cứ mọi nơi, ở đâu cũng được, mình chỉ việc mình để đó thôi. Muốn quay đi đâu thì quay ha. Rồi, ở đây nó có cho mình hai cái khóa này. Cái khóa này là anh em có thể điều chỉnh được cái độ nghiêng. Đó, điều chỉnh được cái độ nghiêng của cái quạt bằng cái khóa này nha. Đó, mình để cái chế độ nào đó phù hợp rồi mình dặn lại thôi, mình khóa lại thì rất là ok. Rồi, thì cái quạt này á, ở đây, ở phía sau nó là nó có cho mình là cái công tắc on off nè anh em ha. Đó, công tắc on off nè. Rồi với là cộng trừ, ví dụ mình mở lên đó thì nó sẽ để các cái cấp độ anh em ha. Nó mình bấm nè. Đó, cái này là giảm cấp độ nè, rồi còn này tăng cấp độ nè. Đó, nó có được tới tối đa là 12 cấp độ mát anh em nhé. Đó, khi mà mình sử dụng cái cấp độ càng mạnh, cái số càng cao thì cái cấp độ mát của nó càng mạnh nha. Rồi, thì cái quạt này em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh chị em mình luôn nè. Em tắt nè. Rồi, kích thước của cái quạt này, cái đường kính của cái quạt này nha. Đường kính của cái quạt này là nó là 36cm anh em ha. Và cái cánh của cái quạt này là làm bằng kim loại luôn nha. Cái cánh bằng cánh nhôm nha anh em. Đó, cánh bằng nhôm. Đó, cái quạt này thì cái build nhìn khá là chất lượng mà rất là dễ dàng sử dụng nha. Đó. Rồi, nè em mở thử cái cấp độ gió lên cho anh em mình coi nè. Đó, rồi. Đây là cấp độ gió trung bình thôi. Nó khoảng là đó, để cấp độ gió trung bình nè anh em thấy không ha. Đó, em bật lên cái cấp độ cao nhất đi. Cấp độ 12. Đó, 12 cấp độ gió nghe nè. Đó, anh em thấy ha. Đó, thì mình ngồi gần nó mình cũng nghe rất là mát nha nè. Đó, ngồi gần, ngồi xa xa xíu cũng khá là ok. Thì anh em biết rồi ha, những cái quạt dạng năng lượng mặt trời này á, thì ở phía sau nó là nó có cho mình là một cái viên pin ở trong đây. Đó, để dành cho anh em mình á, là khi mình sạc, thí dụ như ban ngày đi. Ban ngày ngoài trời nắng đi thì anh em cắm vô trong cái dây nè, cái dây của cái tấm pin này nè, đó mình sạc. Và cái tấm pin này anh em bỏ ngoài nắng ha. Và cái cọng dây này đó là cắm vô trong cái quạt, cái cọng dây này nó dài được tới 5m nha anh em. Đó, nó dài được 5m. Thì anh em cũng rất là dễ dàng sử dụng ha. Đây nè, nó cái này là của thương hiệu là Katakuri Solarfan, là cái quạt năng lượng mặt trời của thương hiệu là Katakuri Nhật Bản, công suất thì là 30W anh em nha. Rồi thì mỗi lần anh em sạc đầy á, thì anh em xài được khoảng thời gian là khoảng từ 6 tới 8 tiếng anh em ha. Đó, nó thời gian nó xài cũng rất là nhiều. Và đi kèm nó, nếu như mà anh em mình á, mình không muốn sạc bằng năng lượng mặt trời thì đi kèm nó có cho mình cái adapter luôn. Cái adapter này á, là anh em cắm vô trong điện của mình anh em xài ha. Cái adapter này là sử dụng được điện là AutoVolt luôn, từ 100 cho tới là 220V luôn nha anh em. Anh em có thể ghim trực tiếp vô trong đây để anh em cắm điện vô anh em sạc ha. Mình sạc nó, thí dụ mình sạc nó xong á, đầy á, thì nó xài được khoảng là 6 tới 8 tiếng thì thời gian xài cũng rất là lâu. Đó, nếu như anh em mà mình đi tới những cái nơi mà không có điện á, thì mình có thể là sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Hoặc là những cái ngày nắng nóng cúp điện thì mình sử dụng pin năng lượng mặt trời này để mình sạc là nó sẽ không tốn tiền điện luôn. Đó, thì cái quạt này nó rất là hay anh em ha. Rồi, đường kính của nó như em đo là 36cm anh em ha. Đường kính của nó là 36cm, 12 cấp độ gió. Cánh của nó là bằng nhôm luôn, rất là xịn sò. Rồi thì cái lô này em về được cũng khoảng tầm mười mấy con thôi. Thì cái giá của nó là 990k nghe nè. 990k ha.
Rồi, ok, anh em nào mình quan tâm tới quạt tính điện năng lượng mặt trời này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo trong cái kiện hàng Nhật đợt này em về được cho anh em mình mấy cái mẫu ly uống nước anh em nha. Đó, ly này là mẫu ly uống nước rất là xịn sò luôn nè. Đó, thì cái ly này mỗi cái nó đều có cái nắp cho anh em mình luôn nha. Anh em mình có thể mở nắp ra để uống ha. Trong đây là nó làm bằng inox anh em nha. Đó, làm bằng inox rất là xịn ha. Và cái ly này nó nhỏ thôi nha anh em, nó khoảng là 180ml nha. Đó, 180ml ở đây nó có cái nắp đậy luôn nè. Đó, anh em đậy vô mình có thể là mình uống bằng cái ke này cũng được ha. Mình đậy lại để đậy kín lại cũng được luôn. Hoặc là có thể mình bỏ cái phần nắp ra để mà mình múc nước mình uống cũng được luôn. Thì cái này có thể dành cho anh em mà uống trà, cà phê, sữa nóng được các thể loại nha. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 5 cái nha anh em. Em bán một lần 5 cái là 200k nha anh em. Đó, rất là xịn sò luôn anh em nha. Chưa qua sử dụng luôn ha. Hàng nội địa Nhật chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới cái mẫu ly này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, mẫu ly đỏ uống nước set 5 cái là 200k nha. Ở đây em về lại được cho anh chị em là cái bộ cờ tướng nha. Đây là một cái bộ cờ tướng hợp da rất là đẹp luôn. Rồi thì cái bộ này thì dành cho những anh em mình có thể mình mua để sưu tầm nha, sưu tầm, trưng bày, biếu, tặng. Đó, cái bộ này nó rất là nặng nha anh em, nó nặng 5kg mấy á. Đó, rất là nặng luôn. Thì cái bộ này á, em sẽ mở sơ cho anh em coi ha. Anh em coi sơ ở ngoài là mình thấy rồi, nó là một cái vali rất là đẹp nha. Rồi, còn khi mà mình chơi cờ ha, thì mình chỉ việc mình mở ra thôi. Hoặc là có thể mua để biếu tặng cũng khá là hay, bởi vì nó có luôn cái hộp nha. Khi mình mở ra thì ở đây nó là một cái bàn cờ luôn. Đó, mình mở ra thì ở đây nó là một cái bàn cờ ở ngoài, bên ngoài nó làm bằng da rất là đẹp nha anh em. Rồi, cái này chiều dài của bàn cờ này là 43 nha anh em. Chiều ngang là 43, chiều dài là 47 nha. Rồi, 43 x 47. Còn những cái quân cờ anh em chỉ việc anh em mở dưới đây lên thôi là nó sẽ có những cái quân cờ khá là đẹp nha. Những cái quân cờ này được làm CNC. Nó CNC bằng đồng rất là đẹp luôn nè anh em. Nó rất là nặng tay nha, cầm nó rất là nặng tay. Bởi vì khi mà mình chơi cờ ha, nó mỗi lần mà chơi mà thắng cái quân cờ của đối phương mà mình cầm trên tay á thì cảm giác nó rất là đã nha anh em. Đó, rồi, nó đại khái cho anh em mình xem thử nha. Nó khá là đẹp luôn nha. Cái này là quà tặng hay là biếu gì rất là ý nghĩa luôn. Nó quà tặng, quà biếu gì thì cực kỳ tuyệt vời ha. Rồi, ok, còn anh em chơi xong thì chỉ việc là mình mở ra. Rồi, mở cái khay phía dưới lên cất thôi. Thí dụ quân đen theo quân đen, quân đỏ theo quân đỏ vậy đó. Rồi, ok anh em, thì cái bộ cờ tướng này thì bên em đang bán với giá là 3,5 triệu nha anh em. 3,5 triệu nha, có cái hộp như vậy, sách cực kỳ đẹp cho anh em luôn nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy lọc không khí của thương hiệu Panasonic, hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, thì cái mẫu này thì đợt này em về nó khá là đẹp cho anh em mình luôn nha. Đó, rồi, thì anh em mình thấy ha, nó thiết kế của cái mẫu này cực kỳ đẹp nha. Rồi thì cái con này á, em sẽ cho anh em coi sơ cái công suất ha. Công suất của cái mẫu máy lọc không khí này là 52W nha anh em. Điện là của Nhật là điện 100V. Và cái con lọc không khí này thì em sẽ nói sơ qua cái chức năng của nó nha anh em. Thì tất cả những dòng máy lọc không khí thì hầu như là nó này đều có chung cái chức năng là nó lọc không khí nè, lọc bụi nè, khử mùi nè, ion hóa không khí nè. Và một cái chức năng cũng rất là quan trọng nữa, đó là chức năng bù ẩm. Rồi, thì cái nguyên tắc hoạt động của nó thì nó sẽ hút một cái lượng không khí vô trong cái máy này và thải ra một cái không khí đã lọc rồi. Đó, ở bên Nhật người ta là rất là quan tâm tới vấn đề sức khỏe, cho nên hầu như nhà nào cũng có một cái máy lọc không khí hết, cho nên hầu như người ta sống rất là lâu. Đó, rồi, còn á, cái chức năng quan trọng là như em nói là cái chức năng bù ẩm. Thì bù ẩm là một cái chức năng mà anh em bên hông nè, nó đều có một cái ngăn nước. Anh em bỏ nước vô trong cái ngăn này. Đó, anh em bỏ nước vô trong cái ngăn này thì anh em đóng lại. Trong cái quá trình mình sử dụng, mình chọn cái chế độ bù ẩm. Thì ví dụ như là anh em hay ở máy lạnh nè, hay ở những cái môi trường khô nè, những anh em hay bị khát nước, bị khô, hay là những cái môi trường mà nó oi bức, nó bị khô á, thì mình sử dụng cái chế độ mà bù ẩm thì nó sẽ làm dịu cái không khí lại. Nó làm cho mình cảm giác rất là thoải mái. Thật sự là anh em ngồi gần những máy lọc không khí thì mình sẽ cảm giác rất là thoải mái nha. Đó, rồi thì bây giờ em sẽ đo sơ cái kích thước trước cho anh em mình luôn nha.
Rồi, kích thước của cái mẫu máy lọc không khí này là chiều cao của nó là khoảng 60. Đó, chiều cao là khoảng 60 nha anh em. Khoảng 59 ha. Đó, rồi. Chiều ngang của nó là 32 nè. Còn về cái độ dày ha nè. Cái độ dày của nó là 24. Đó, 59 x 32 x 24 anh em ha. Đó, đo coi nó có phù hợp với cái nhu cầu cũng như không gian của anh em hay không. Với một cái máy lọc không khí mà công suất 52W như vậy là nó cũng thuộc dạng là hàng công suất cao trong cái dòng máy lọc không khí anh em ha. Đó, cho nên là anh em ví dụ như là 52W thì nó cũng như một cái bóng đèn thôi. Anh em có thể mình mở cả ngày, nó suốt ngày sáng đêm gì đó mình mở. Nó ở trong phòng ngủ cũng được, phòng khách cũng được. Thường những cái mẫu máy cỡ này thì anh em lọc được trong cái phòng khoảng 30m² là ok. Đó, 30m² đổ lại thì nó rất là ok nhé. Đó, còn về cái phần ở đây nè. Đó, ở đây nó có cái lưới lọc. Thì trong cái quá trình mình sử dụng lâu ngày, đó, mình có thể lấy cái lưới lọc ra vệ sinh. Hoặc là lâu năm thì mình có thể mình thay lưới lọc cũng được. Cái lưới lọc này á, thì ở ngoài thị trường bán vài trăm ngàn thôi. Đó. Rồi thì bây giờ em sẽ ghim vô điện em test thử cho anh em mình luôn nha. Đó, em ghim vô điện, điện 100V ha. Hàng nội địa Nhật, điện zin của Nhật là điện 100V. Đó, thì ở đây nè, có cái nút on off bật lên thôi. Rồi, còn ở đây là anh em chọn chế độ. Thật ra nó có mấy nút à, anh em chọn vài lần là anh em sẽ quen nha. Đó, chế độ mạnh nè, chế độ nhẹ nè, chế độ ban đêm khi ngủ nè. Nó cái chế độ khi ngủ là nó sẽ không có ồn ào luôn. Đó. Còn em thì em hay thích chế độ mạnh để cho nó khỏe. Cái chế độ mạnh thì nó mát anh em ha. Đây nè. Đó, anh em thấy không? Cái lượng gió bay ra ha. Đó, đây nè. Đó. Nếu như anh em ngồi gần nó thì mình có cảm giác như là nó gần giống như chức năng của một cái máy quạt nha anh em. Nếu như mình ngồi gần nó thì mình thấy nó cái chức năng nó giống như một cái máy quạt ha. Nhưng thật sự là nó đã lọc không khí rất là nhiều. Nó đã hút một cái lượng khí bụi bẩn vô và nó thải ra cái không khí trong lành hơn. Mình ngồi gần mình sẽ nghe rất là khỏe nha anh em. Rồi, ok, thì cái con này tình trạng khá là đẹp ha. Đó, y như là em quay luôn. Rồi, y như vậy. Thì cái con này bên em đang bán với giá là 1,7 triệu nha anh em. Đó, con này thì giá là 1,7 triệu ha. Và điện zin của Nhật là điện 100V. Nó là giá 1,7 triệu. Nếu như anh em nào mà mình có nhu cầu sử dụng điện 220 thì bên em kỹ thuật sẽ lên điện 220 cho anh em luôn. Thì giá của nó là 1,8 triệu. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Cái này mình có thể mua để trong nhà hoặc mua cho những người lớn tuổi thì rất là tuyệt vời. Rồi, ok, điện zin của Nhật là giá 1,7 triệu, còn lên điện 220 là 1,8 triệu. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy hút bụi pin cầm tay. Đó, của Dyson. Đó, thì của thương hiệu Dyson. Nếu như anh em mình biết nhiều về thương hiệu này là mình biết rồi. Nó là một cái thương hiệu của Anh Quốc. Nó, cái thương hiệu này rất là đẳng cấp, rất là đắt tiền. Ở Việt Nam, những cái store lớn như là trung tâm thương mại hay là Vincom rồi hay là những cái trung tâm thương mại lớn á, sẽ có những cái store này của Dyson. Anh em có thể vào tham quan tìm hiểu ha. Những cái đồ của Dyson, ví dụ như những cái máy hút bụi cầm tay như vậy, nếu như là mới thì giá khoảng từ 8-9 triệu cho tới 15 triệu một con. Đó, nó rất đắt tiền, cũng như là quạt không cánh cũng mười mấy triệu một con. Máy sấy tóc cũng như vậy, nó nói chung nó thuộc dạng là hàng VIP cao cấp. Rồi thì cái này em về được một cái lô là hút bụi Dyson của hàng nội địa Nhật nha. Rồi thì anh em thấy ha, đó, nó tình trạng là nó như vậy. Rồi, và đi kèm nó có cho mình cái sạc anh em ha. Cái sạc này là nó sạc được điện AutoVolt luôn, tức là điện từ 100 cho tới là 220V luôn. Đó, nó may mắn như vậy cho nên là mình xài điện chung với điện 220 của mình cũng được nha. Chỉ việc mình sạc đầy rồi mình xài thôi. Đó, thì cái máy hút bụi nó như vậy nè. Đó anh em nè, nó có cái nút bấm, mình chỉ việc mình bấm thôi. Rồi là mình đẩy đi hút thôi. Rất là tiện lợi anh em ha. Và những cái đầu nối này anh em có thể là mình tháo được nè. Đó, mình bấm vô đây. Anh em bấm vô đây là anh em rút ra thôi. Đó, mình có thể bấm vô mình rút ra. Cũng như là cái phần đầu này nè, mình cũng thể bấm vô để mình rút ra luôn. Rồi mình có thể nối ngắn như vậy luôn. Anh em có thể nối ngắn như vậy để anh em hút bụi ra giường nệm rồi đó ha. Mình bấm nè. Đó. Hút trên ghế rồi cũng khá là ok, trên bàn, trên ghế rồi cũng khá là ok nha. Và cái này nó cũng rất là hay anh em ha.
cái đầu này nó vừa là chổi và vừa hút được luôn ha. Tức là nè, nó quay nè, em bấm nè. Đó, thấy không? Nó vừa quét, nó vừa quét mà nó vừa hút, cho nên là nó rất là sạch. Đó, thì cái dòng Dyson này nó thuộc dạng là cái máy hút bụi mà sử dụng pin có thể nói là rất là xịn sò, rất là cao cấp hiện tại bây giờ luôn nha anh em. Rồi thì mình xài á, thì trong quá trình mình sử dụng thì bụi nó bám dưới đây, tức là mình hút bụi vô trong đây, thì mình chỉ việc là mình ấn cái nút này nè. Đó, mình ấn cái nút này xuống nè, rồi là mình mở nó ra thôi, mình lấy bụi ra ha, khá là tiện lợi anh em nhé. Rồi cái này là hàng nội địa Nhật, tình trạng là đã qua sử dụng rồi, y như em quay ha. Đó, còn nè, đó có cây nối dài, nếu như mình muốn hút ở dưới đất thì mình gắn cây nối dài này vô. Đó, khá là tiện lợi luôn, rất là dễ, chỉ có cái nút đây này nè, anh em bấm vô để anh em rút ra thôi. Đó, đẩy vô ngay khớp nó là nó vô thôi, khá là dễ dàng. Rồi đó, chỉ việc bấm nút là hút thôi. Nó cái máy hút bụi sử dụng pin thì nó rất là tiện hơn so với máy hút bụi sử dụng điện, là ở chỗ là không cần dây nhợ lằng nhằng, chỉ việc là mình để đó đó, mình sạc đầy rồi bấm là hút thôi. Đó, rất là nhanh anh em ha. Thì những cái máy hút bụi sử dụng pin này thì của Dyson thì bên em đang bán với giá là 1,5 triệu một con anh em ha. Đi kèm nó có cho mình cái cục sạc luôn, anh em về ghim điện vô là AutoVol từ 100 tới 220 là anh em xài. Đó, giá nó chỉ bằng chưa tới 1/6, 1/7 của hãng lúc mới nữa. Rồi, thì tình trạng là như vậy. Anh em nào quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó rồi, ở đây nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô dây sạc đa năng. Đó, cái này là dây sạc đa năng 3 chui của Nhật nghe nè. Rất là xịn sò ha. Một cái đầu của nó là đầu USB nè. Đó, rồi ở đây nó ra cho mình 3 cái chui để mình sạc điện thoại ha. Thì ở đây á, là nó ra được cái đầu Lightning nè. Anh em có thể sạc iPhone bằng cái đầu này nha. Đó, Lightning nè. Rồi, cái này là Micro nè. Đó, còn này là Type-C nè. Đó, Type-C nè ha. Rồi, Micro nè. Đó, đầy đủ ha. Đó, ba cái đầu này là nó hầu như là nó đầy đủ cho mình để mình có thể mình sạc được nhiều cái thiết bị luôn nha anh em. Đó, điện thoại rồi các thể loại ha. Và cái nguồn điện dầu của nó thì anh em cắm vô cái cổng USB là ok. Đó, khi mình ghim vô điện anh em ha, nó mình ghim vô cái chui USB vô trong cái adapter á, thì ở đây. Đó, ở đây nó ra ba chui cho mình nè. Đó, và ở đây nó có cái đèn nè. Nó có cái đèn báo cho mình luôn ha. Đó, cái đèn báo rất là đẹp anh em nha. Rồi, cái này thì giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là chỉ có là 70k một cộng thôi. 70k một cộng nha anh em. Đó, dây sạc đa năng 3 chui 70k. Đó, màu đen. Đó, nó có báo đèn đầy đủ luôn nha anh em. Đó, nó có báo đèn đầy đủ cho mình luôn ha. Anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, cái này là 70k thôi anh em. Đó, rồi, ok. Đó rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là hai cái mẫu máy nén khí của Stanley. Đó, nó rất là xịn sò, rất là êm luôn cho anh em mình sử dụng nha. Thì Stanley là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ nha anh em. Đó, thì anh em mình biết về cái thương hiệu này rồi thì mình sẽ biết về cái chất lượng của nó rất là ok nha anh em. Rồi thì ở đây em lên, trước tiên là em lên cho anh em là cái con này là mẫu máy nén khí 6 lít, nó của Stanley 6 lít anh em nha. Đó, mình chỉ việc mình xách này đi nè. Đó, nó cũng tương đối nặng nha anh em, nó khoảng 16-17kg á nha. Đó, tương đối rất là nặng ha. Ở đây nó có cho mình một cái van xả khí nè. Đó, ví dụ mình sử dụng lâu á, mình có thể xả van ra cũng được nha. Rồi thì cái bình áp của nó là bình 6 lít anh em ha. Nó cái bình của nó là 6 lít và cái áp của nó là 8kg anh em nha. Đó, thì thường 8kg này thì anh em có thể sử dụng để mà mình bơm xe nè. Nó mình xịt phun sơn nè, rồi mình bắn đinh cũng được luôn ha. Và cái độ ồn của nó chỉ có 59 thôi. Cho nên là cái độ ồn của nó 59 thì nó khoảng y như cái tiếng của máy lạnh, y như cái tiếng của cục nóng máy lạnh vậy, cho nên nó rất là êm anh em ha. Công suất của nó là một ngựa anh em ha, 6 lít và áp là 8kg nha. Rồi ở đây thì nó có cho mình là một cái đồng hồ hiển thị áp ha, đó, dưới là cái van. Rồi cái van lấy hơi ra, công tắc on off thì nằm ở bên đây. Đó, rồi cái này thì nó cũng khá là tiện lợi cho anh em mà mình có thể ở chung cư hay là mình ở đâu mình cũng xài được, bởi vì nó rất là êm. Đó, rồi con này thì bên em đang bán với giá là 3,2 triệu, bảo hành 1 năm nha anh em.
đó, 3,2 triệu bảo hành 1 năm. Còn nếu như mà anh em mình vẫn còn muốn một cái con mà nó to hơn nữa thì ở đây em có cái con này là 24 lít. Nó 24 lít là một trong những cái size mà thùng, cái size mà cái bình thông dụng của anh em mà sử dụng gia đình. Đó. Rồi thì cái này á là cái công suất của nó là 1,3 ngựa anh em ha. Áp vẫn là áp 8 kg và cái bình này nó chứa được là 24 lít. Đó. Rồi ở dưới đây nó vẫn là cái van xả hơi anh em nhé. Điện là vẫn là 220 V luôn. Ở bên đây nó có cho mình hai cái đồng hồ hiển thị áp và một cái van ra nha. Rồi và ở đây nè, ở đây anh em có thể lắp vô nè hai cái bánh xe nữa. Ở đây em chưa lắp nha, nó nếu như anh em lắp vô thì nó sẽ giống như trong hình như vậy nè anh em. Đó, là anh em có thể di chuyển kéo đi ha. Nó có cho mình một cái cây nữa nè, một cái thanh này để anh em mình xách đi nè, nó mình kéo hai cái bánh xe đi rất là gọn gàng nha. Rồi thì cái máy nén khí này 24 lít này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu 9 nha anh em. Đó 3 triệu 9, nó 3 triệu 9 thì bảo hành cho anh em 1 năm luôn. Còn nếu như anh em mà vẫn còn tìm một cái nhu cầu mà mình tìm một cái máy lớn nữa thì ở đây. Đó, ở đây em cũng còn một cái loại giống như cái con 24 lít luôn, nhưng mà cái này là nó 50 lít nè. Nó cái ngoại hình thì nó như cái con 24 lít, cái bình nó chỉ to hơn thôi. Công suất thì cũng 1,3 ngựa anh em nha, áp 8 kg nha. Động cơ cũng là không dầu luôn. Động cơ không dầu thì nó rất là phù hợp cho anh em mà mình sơn á, mình sơn nè, hoặc là mình ví dụ có một số anh em làm nha sĩ mình sử dụng nó để mình mài răng đồ này nọ cũng được, bởi vì động cơ không dầu cho nên nó rất là vệ sinh. Đó, nó rất là đảm bảo cho sức khỏe của mình nha. Rồi cái con 50 lít á thì bên em đang bán với giá đó là 4 triệu 9 nha anh em, cũng bảo hành 1 năm luôn. Rồi bây giờ tổng kết cuối lại thì em sẽ báo giá lại những cái mẫu này cho anh em ha. Rồi cái con 6 lít giá của nó 3 triệu 2, con 24 lít là 3 triệu 9. Còn cái con cuối cùng, con to nhất 50 lít, nó thì con này là 4 triệu 9. Rồi bảo hành đều là 1 năm cho anh em hết nha. Rồi anh em mình quan tâm tới cái mẫu máy nén khí nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì trong cái kiện hàng nội địa nhà Nhật này về ha, em về được là một cái dòng kiến massage mắt nha. Đó, cái máy massage mắt là của thương hiệu là La Luna nha anh em. Đó, cái này là tình trạng là anh em thấy ha, còn khá là đẹp luôn nha. Rồi cái này nó có cái dây đeo phía sau này, mình có thể tăng giảm khi mình đeo lên mắt mình ha. Cái này á, là nó rất là hay anh em, cái bảng điều khiển của nó nè. Đó, chỉ việc mình bật cái này lên thôi là bắt đầu là nó sẽ có báo phần trăm pin nè. Rồi những cái mà mod kiểu như là những cái chế độ cho mình ha. Và cái này khi anh em mở lên sẽ nghe một cái tiếng nhạc du dương rất là nhỏ ha, cực kỳ đã luôn. Và nó có làm nóng nữa anh em. Ví dụ khi anh em đeo vô trong cái vòng mắt của mình á, nó sẽ làm nóng cái phần mà xung quanh cái khóe mắt của mình. Đó, nó làm nóng xong rồi nó massage rất là thư giãn, rất là thoải mái luôn. Đó, cái này mà anh chị em nào khó tính cỡ nào đi chăng nữa mà mang cái này vô em bảo đảm cũng sẽ rất là hài lòng luôn nha. Cực kỳ xịn luôn. Rồi cái này á, nè, nó có một cái tiếng nhạc rất là nhỏ, cực kỳ hay luôn. Ví dụ buổi trưa hoặc là cái lúc nào đó mà anh chị em mình muốn nằm thư giãn á, mình đeo cái này vô thì cảm giác nó rất là đã luôn nha anh em. Thường những anh chị em mà ngồi văn phòng lâu á, mình hay ngồi mà mình hay xem cái màn hình tivi, máy tính đồ nhiều á thì sẽ bị cái tình trạng là mỏi mắt. Thì cái máy massage mắt này nó có tác dụng là cải thiện cái độ nhức mỏi mắt ha, nó làm giảm nhức đầu luôn nha anh em. Đó, nó rất là hay ha. Cái này thì bên nước ngoài người ta sử dụng để trị liệu nha anh em. Đó, rồi tình trạng còn khá là đẹp luôn, cực kỳ xịn luôn nha anh em. Đó, còn tắt thì anh em tắt ở đây. Và khi mà anh em mua thì bên em sẽ gửi kèm cho anh em một cái cáp như vậy ha. Cái cáp này là anh em để sạc cái này, anh em vừa sạc cái này được mà vừa sạc điện thoại được luôn. Rồi cái máy kính massage mắt này thì bên em đang bán với giá 1 triệu 2 nha anh em. 1 triệu 2 nha. Đó, cái này thì nó cũng như cái máy doctor hạt thôi. Nếu như đã hết rồi thì nó sẽ không còn nữa đâu. Anh em nào mình có nhu cầu nó thì có thể mua để có thể là sử dụng hoặc là biếu tặng cho những người lớn tuổi cũng rất là ok nha. Cái này anh chị em nào khó tính cỡ nào em bảo đảm cũng hài lòng luôn. Rồi giá 1 triệu 2 nha anh em, kèm theo cái cáp cho anh em mình luôn. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là cái quặng anh em ha. Cái quặng hay còn gọi là cái phễu á, để anh em mình có thể mình rót những cái dung dịch lỏng vô trong cái bình được ha. Đó thì anh em có thể là mình sử dụng để mình rót xăng, dầu hoặc là thực phẩm cũng được luôn nha. Bởi vì cái này á, là nó làm bằng inox cho nên nó khá là an toàn ha. Và cái này là cái lô này là hàng nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật luôn nha anh em.
đó, máy in Japan rất là xịn sò anh em nhé. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi, ok, thì cái này bên em đang bán với giá là một cặp là 100k nha anh em. Đó, bán với giá là một cặp là 100k. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Nó em về được một cái lô, nó số lượng nhiều cho nên giá cũng khá là tốt luôn nha. Một cặp là 100k. Nó cái phiểu hoặc là cái quặng bằng inox anh em nha. Đó, rất là xịn sò. Rồi, ok, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì em giới thiệu đến anh em là cái kẹp cơ khí. Cái này là kẹp cơ khí của Nhật nha anh em. Đó, đây. Đó, máy in Japan thì cái kẹp này nó cũng rất là đơn giản thôi. Anh em thấy một đầu này mình có thể kẹp vô trong cạnh bàn. Đó anh em thấy không? Đó, mình kẹp vô trong cái cạnh bàn. Đó, cái mặt bàn mình kẹp vô đây rồi mình siết cái này lại thì nó sẽ cố định thôi. Còn ở bên đây á, thì anh em có thể chế cháo, anh em muốn làm cái gì anh em làm ha. Cái đầu này nè, anh em có thể bẻ bẻ nè. Đó, đây là cái hình nè. Đó, anh em có thể bẻ theo hướng, tùy hướng anh em muốn ha. Còn trên đây, thí dụ anh em muốn kẹp cái gì thì anh em kẹp vô, thậm chí anh em làm cái chân đèn á. Đó, anh em kẹp vô trong cái bát của cái bóng đèn, rồi anh em kẹp vô, rồi anh em siết lại ha, rồi anh em bẻ theo hướng mà anh em muốn. Đó, nói chung cái này là anh em chế cháo, anh em có thể sử dụng được rất là nhiều việc ha. Cái này thì hàng nội địa Nhật về, nó made in Japan. Đó, thì cái này nó bằng kim loại nha anh em, nó bằng kim loại, nó rất là xịn ha. Đó, đây cho anh em xem sơ ha. Cái này em cũng đo sơ cái chiều dài cho anh em mình đi để anh em mình hình dung được nha. Đó, chiều dài tối đa của nó là 32cm anh em ha. Đó, cái này thì anh em chỉ cần kẹp vô trong cạnh bàn là nó sẽ cố định lại. Còn phần trên đây thì anh em chế cháo, anh em có thể chế cái gì cũng được ha. Cái bát kẹp hay cái đứng cũng được. Thậm chí mình có thể mình chế luôn cả bát kẹp để xem điện thoại cũng được ha. Bóng đèn cũng được hay gì đó, tùy anh em nha. Rồi, thì cái này thì bên em đang bán với giá là 350 cái anh em ha. Nó cái lô này em về được khoảng 6-7 cái gì thôi. Thì anh em thích thì lấy ha. Máy in Japan nha. Rồi, 350k cái bát kẹp nha anh em. Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của Kho Hàng Thành Phước nha. Thì hôm nay em giới thiệu đến anh chị em là một cái mẫu máy ngâm chân rất là tiện lợi, rất là xịn sò của thương hiệu là Senka luôn anh em. Rồi thì anh em mua cái mẫu máy ngâm chân này về, chỉ việc mình bỏ nước vô rồi mình cắm vô điện, mình chọn chế độ, rồi bắt đầu mình bỏ chân vô mình ngâm là được rồi nha anh em. Rồi thì trước tiên thì em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh chị em mình hình dung luôn nha. Rồi, cái mẫu máy này thì cái chiều ngang của nó khoảng là 38cm anh em ha. Và chiều dài của nó thì khoảng là 39cm. Thì tương đương nó khoảng hình vuông anh em ha. Rồi, và cái chiều cao của nó ha, cũng như cái độ sâu của nó là khoảng 30. Đó, 30 nha. Rồi, thì anh em mình nhìn vô trong cái lòng máy là mình sẽ thấy anh em ha. Mình thấy nó có cho mình những cái viên bi. Nó, những cái viên bi này nó sẽ di chuyển, nó chạy khi mà mình thực hiện cái chế độ là ngâm chân và massage chân. Rồi thì bây giờ ở đây em ghim điện vô, em bỏ nước vô. Đó, và anh em lưu ý ha, cái máy ngâm chân thì trước tiên mình phải bỏ nước vô mình mới sử dụng được nha anh em. Rồi ở đây nó có cái nút on off nè, em chỉ việc em chọn chế độ nè. Đó, là bắt đầu là nó sẽ ngâm, nó sẽ thực hiện cái chế độ là massage. Nếu như anh em bỏ chân vô trong đây thì nó sẽ massage cái lòng bàn chân của mình anh em ha. Đây nè, em sẽ bỏ vô thử cho anh em coi luôn. Đó, anh em ha, nó massage cái lòng bàn chân của mình rất là thoải mái luôn nha anh em. Đó, và ở đây á, cái nhiệt độ của nước bắt đầu nó sẽ ấm dần. Nó ấm dần đến một cái nhiệt độ nhất định là khoảng 40 độ C thì nó sẽ ngưng. Đó, cho nên là mình ngâm chân nó rất là tốt anh em ha. Thì thường á, theo cái y khoa thì khi mà trước khi ngủ á, mình ngâm chân thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình. Mình ngâm bằng cái nước ấm nó rất là tốt cho sức khỏe của mình, kết hợp với việc là massage chân nữa. Thì ở dưới lòng bàn chân của mình á, nó có rất là nhiều cái dây thần kinh, cho nên khi mà mình ngâm chân, mình massage chân trước khi ngủ như vậy, nó sẽ giúp mình thư giãn rất là tốt, cũng như là anh chị em mà mình sẽ dễ ngủ hơn. Đó, mình ngủ sâu, dễ ngủ hơn và tinh thần mình sẽ rất là thoải mái nha. Đó, thì cái này em đặt chân vô thì anh em thấy ha, nó chạy chế độ như vậy, nó sẽ nó tăng nhiệt độ lên dần anh em ha. Nè, nó nhiệt độ hiện tại là 30.1 độ C, rồi 30.2 anh em ha. Đó, rồi nó tăng lên dần. Còn ở đây nó có rất là nhiều chế độ, ví dụ chế độ cho trẻ em nè, chế độ hẹn giờ nè, giảm nhiệt hoặc tăng nhiệt nè, chế độ massage chân, em có thể tắt cái chế độ massage chân luôn nè. Đó, là nó sẽ chỉ ấm thôi, tức là nó làm cho cái nước
nước ngâm vô nó ấm thôi, mà nó sẽ không có mà massage nữa, tùy cái chế độ mình chọn thôi. Nó rồi chế độ người lớn nè, chế độ trẻ nhỏ nè, đó, mỗi cái chế độ thì cái cường độ hoạt động nó khác nhau. Cũng như khi anh em mình mua về thì mình thích cái chế độ nào, cũng như mình thử những cái chế độ nào mình thấy thoải mái nhất, ok nhất là mình sử dụng thôi. Đó, thì cái máy này nó cực kỳ hiệu quả và cực kỳ an toàn với sức khỏe luôn anh em. Rồi thì ok, cái mẫu máy ngâm chân này thì bên em đang bán với giá là 1.250.000. Đó, 1.250.000 anh em. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn anh em ha. Đó, ở đây nó có cái quai sách nữa nè, anh em có thể mình sách tới sách lui cũng khá là ok ha. Đó, rồi ở đây nếu như anh em nào mà kỹ nữa thì mình có thể mình mua thêm những cái loại bột ngâm chân á, những cái túi nước ngâm chân á, nó thì anh em có thể bỏ thêm thảo dược vô cũng được ha. Còn không thì mình cứ ngâm bằng nước này nó cũng rất là tốt rồi. Rồi ok, giá 1.250.000 nha anh em. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện nè, hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái nồi cơm điện hàng nội địa Nhật nữa nha. Đây là cái nồi cơm điện của thương hiệu là Mitsubishi, hàng nội địa Nhật anh em ha. Đó, thì cái này hàng nội địa Nhật thì anh em biết rồi ha, sử dụng điện của Nhật là điện 100V nha anh em. Đó, điện của Nhật là điện 100V. Rồi cái này là điện 100V ha, công suất của nó là 1350W của thương hiệu là Mitsubishi. Thì cái nồi này là 1 lít anh em ha. Đó, cái thể tích của nó là 1 lít, thường 1 lít thì khoảng là 4-5 người ăn anh em ha. Đó, đây là phía bên trong. Rồi những cái mẫu nồi của Nhật thì nó rất là bền cũng như chất lượng rất là cao. Cái này thì làm cực kỳ dày luôn anh em ha. Đó, siêu dày luôn nha. Rồi 1 lít thì dành cho 4-5 người ăn, thường là một gia đình, rất là ok anh em ha. Điện của Nhật là điện 100V. Rồi thì ngoại hình anh em thấy ha, còn cũng khá là sáng ha, như em quay luôn. Rồi ở đây em có cái nút bấm nè. Đó, mình bấm vô là nó sẽ mở ra. Rồi, mọi thứ thì hoạt động hoàn hảo cho anh em nha. Đó, chất lượng thì anh em xài 5-10 năm nữa nó cũng như vậy nè. Nếu như mình đừng có quăng đập nó thôi thì 10 năm nữa nó cũng vậy thôi. Đó, khá là ok anh em ha. Rồi, dây điện của nó thì nằm ở bên hông này, anh em xài thì rút ra nha. Rồi, ok anh em, tình trạng còn khá là đẹp của thương hiệu là Mitsubishi. Nấu hạt cơm ra rất là ngon ha, và không có bị thiêu cơm. Rồi, thì cái con này thì bên em đang bán với giá là 1.500.000 anh em ha. Đó, 1.500.000 Mitsubishi, màu trắng nha. Anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu nồi cơm điện này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. À rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về lại được cho anh chị em mình là một cái lưu dao. Cái này là dao xếp gọn anh em ha, nhìn nó khá là đẹp ha, nó nằm ở trong cái bao da như vậy nè. Rất là tiện lợi cho anh em có thể đi dã ngoại, đi du lịch, đi cắm trại, hoặc là mang theo để gọt rau củ hỏa gì cũng rất là ok nha. Rồi cái này á, đầu nó có một cái đầu này là cái này là đầu thoát hiểm anh em ha. Thí dụ anh em búi vô trong kiến để phá vỡ kiến cũng khá là ok. Còn khi mình sử dụng thì chỉ việc mình mở cái đầu này ra thôi. Đó, anh em mở cái đầu này ra như vậy là ok anh em ha. Cái dao này nó rất là nhỏ gọn và cực kỳ bén luôn anh em ha. Đó, hàng nội địa Nhật rất là xịn sò. Rồi, khá là đẹp luôn anh em, rất bén ha. Anh em có thể làm thay thế dao rọc giấy hay những cái dao mà cắt gọt rau củ quả mà tiện lợi, nhỏ, gọn á. Đó, mình mang theo bên mình, hoặc thậm chí mình có thể làm móc khóa hay này kia cũng được ha. Đó, nó rất là tiện lợi mà nhìn nó cũng khá là an toàn nha anh em. Rồi thì cái dao này em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn ha. Rồi cái này tổng chiều dài của nó ha, từ cái phần cán cho tới phần mũi là khoảng là 19cm anh em ha. Đó. Rồi ok, dao này thì bên em đang bán với giá 160k anh em nha. Dao xếp gọn 160k và anh em lưu ý mình đặt hàng thì mình nói là dao xếp gọn có cái túi da. Nó là bên em biết nha. Rồi 160k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là cái quặng anh em ha. Cái quặng hay còn gọi là cái phễu á, để anh em mình có thể mình rót những cái dung dịch lỏng vô trong cái bình được ha. Đó thì anh em có thể là mình sử dụng để mình rót xăng, dầu hoặc là thực phẩm cũng được luôn nha. Bởi vì cái này á là nó làm bằng inox cho nên nó khá là an toàn ha. Và cái này là cái lô này là hàng nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Đó, made in Japan, rất là xịn sò anh em nha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi ok, thì cái này bên em đang bán với giá là một cặp là 100k nha anh em. Đó, bán với giá là một cặp là 100k. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Nó em về được một cái lô, nó số lượng nhiều cho nên giá cũng khá là tốt luôn nha. Một cặp là 100k. Nó cái phễu hoặc là cái quặng bằng inox anh em nha.
Đó, rất là xịn sò. Rồi, ok, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, nay á, bữa giờ hết hàng, nay em mới về lại một cái rìu cán gỗ cho anh em mình luôn nha. Đó, đây là rìu cán gỗ là khoảng là 600 gram. Đó, cái rìu này là nó nặng khoảng 600 gram nha nè. Cái này là của thương hiệu Woodtool nha. Đó, hàng Mỹ cho anh em mình luôn nha, Made in USA luôn. Cái rìu này á, thì nó là tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn. Rất là xịn, rất là đẹp. Cầm anh em cầm trên tay rất là chắc chắn, rất là vừa vặn luôn nha. Một đầu là búa, còn một đầu là anh em có thể chặt chẽ các thể loại gì đó luôn nha. Đây, em cầm về cho anh em xem cho dễ nè. Đó, rồi cái rìu này á, thì anh em có thể sử dụng gia đình ha. Nó hoặc đi cắm trại, camping, dã ngoại gì đó thì mình xài cái này rất là ok luôn. Rồi cái rìu này bên em đang bán với giá là 270k nha anh em. 270k một cái rìu như vậy. Chị em được là một cái dòng xe đạp ha. Xe đạp gấp gọn, tức là cái phần sườn của nó có thể là gấp đôi lại được. Thì thường sẽ có một số anh em á, là mình chạy xe, ví dụ như là xe 7 chỗ hay xe ô tô gì đó, bình thường mình sẽ không thể nào chở được một cái chiếc xe đạp bình thường đi được. Nó cho nên là những cái xe gấp gọn này, khi mà mình xếp lại thì mình có thể để lên xe 7 chỗ, hoặc những cái xe mà có cốp rộng rộng xíu á, nó là mình sẽ bỏ lên được trên xe luôn. Nó cũng khá là ok nha anh chị em. Rồi thì cái xe này anh em mình nhìn vô mình thấy ha, thiết kế màu trắng xanh rất là đẹp ha. Cái này á, là nó làm, nó đây, cái hệ thống truyền động của cái xe này nè. Nó là một cái hệ thống truyền là 3 dĩa và 7 líp. Nó 3 dĩa và 7 líp của Shimano ha. Nó 3 dĩa 7 líp này thì anh em chạy được rất là nhiều cái cấp độ. Nó rất là tiện lợi, nó rất là nhẹ nhàng khi mà mình chạy nha. Còn về cái phần hệ thống mà giảm sốc á, thì nó có cho mình là hai cái phuộc ha, một cái phuộc ngang và một cái phuộc trước, cho nên anh em chạy địa hình hay là mình chạy tập thể dục thể thao gì đó, nó cũng rất là khỏe, nó rất là êm. Và cái thứ ba nữa là cái hệ thống thắng, thì anh em thấy không, nó sử dụng hai cái thắng đĩa, một cái đĩa trước và một cái đĩa sau, nó rất là thắng, rất là ăn, nó rất là ăn, cho nên mình dễ dàng mình điều khiển ha. Rồi còn về cái phần yên thì cái yên xe thể thao, anh em thấy cái thiết kế yên xe thể thao. Nó còn cái cùm đề của dĩa nó hai bên ha, Shimano 3 dĩa 7 líp. Tay thì cái tay ha, tay đây nó có cái sừng trâu nè. Đó, dạng như tay thể thao. Rồi thì cái này á là cái phần đặc biệt nhất mà nãy giờ em nói đến anh em, là cái phần mà gấp gọn của cái khung sườn. Đó đây. Đây là cái phần gấp gọn của cái khung sườn. Thì anh em mình nhìn, khi anh em muốn gấp gọn thì cũng rất là dễ. Đó, chỉ việc là mình mở cái chốt này ra. Xả ốc này ra, kéo lên thì cái khung sườn anh em có thể mở ra. Anh em thấy không? Mình có thể mở ra nè, mình xếp đôi lại. Đó, xếp đôi cái xe lại anh em ha. Đó, rất là tiện lợi luôn. Đó, khi mà một cái xe khi anh em xếp đôi lại rồi á, thì anh em có thể là bỏ trên xe ô tô nè, bỏ trên xe 7 chỗ nè. Đó, các thể loại ha. Đó, rất là ok nha anh em. Còn về cái phần kích thước của cái yên xe, đó thì cái phần chiều cao anh em có thể tăng giảm cái yên lên xuống ha. Anh em mà từ 1,5 m ha, cho tới là 1,8 m anh em chạy vẫn thoải mái luôn nha. Đó, khá là ok. Nói chung cái xe này nó rất là tiện lợi, rất là đa dụng. Rồi thì cái mẫu xe đạp xếp gọn này thì bên em đang bán với giá là 4 triệu nha anh em. Đó, cái mẫu xe đạp xếp gọn này bên em đang bán với giá là 4 triệu. Tình trạng thì như em quay ha, rất là đẹp luôn nè. Phía sau nó có cho mình là hai cái dè chắn bùn nữa nè. À, thì thật ra dè chắn bùn á, anh em có thể gắn vô và cũng có thể không cần gắn vô để chạy cái phong cách thể thao cũng khá là ok. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá là 4 triệu nha nè. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em mới về lại cho anh em là mấy cái bơm xe. Đó, đây là bơm xe sử dụng pin của thương hiệu là Bosch. Đó, anh em thấy bơm xe sử dụng pin của thương hiệu là Bosch. Nó cái này thì đây, để em khui ra cho anh em luôn, bóc tem cho anh em coi thử một con ha. Đó, cái này thì bên em bán cũng rất là nhiều. Thì bơm xe sử dụng pin là anh em biết rồi ha, nó có thể bơm được tất cả các loại xe như là xe ô tô 7 chỗ nè, xe
xe ô tô 7 chỗ trở lại thì anh em bơm được hết luôn nha. Đó. Rồi, bên đây là bên trong. Đó, đây. Rồi, cái này là hàng chính hãng của Boss nè, tất cả đều có cái tem chống hàng giả nè, và cái mã QR code anh em mình có thể quét là mình sẽ ra được thông tin của cái máy này luôn nha. Đó, đây. Stuttgart, Germany, địa chỉ của Boss ha. Rồi, thì cái này á, là nó rất là dễ dàng sử dụng, anh em thấy nó rất là gọn gàng như vậy nè. Anh em có thể bơm được là bơm xe ô tô, bơm xe máy, bơm tàu, thuyền, phao, hay là bơm nệm hơi, hay là bơm xe đạp, bơm bóng gì đó, các thể loại cho anh em bằng một cái máy này nha. Thì ở đây nó có cho mình một cái chui để anh em sạc ha, đi kèm nó có cái cáp sạc cho anh em luôn, chỉ việc mình ghim điện như mình sạc thôi. Rồi thì ở đây á, cái công tắc nó nằm ở đây, anh em muốn xài thì việc là mình bấm start, nó bắt đầu nó bơm đó, này ha, top nè. Đó thì cái này máy mới cho nên là cái pin nó người ta chỉ khoảng là 2-3 nấc thôi, không có đầy. Rồi cái này nữa ở đây nè, nó có cho mình một cái ngăn ha, anh em kéo ra anh em thấy nè, nó có cho mình ba cái đầu ha, cái kiểu như là xúc bắp để bơm banh với lại cái đầu để thổi bong bóng nè. Rồi nó khá là ok, còn về cái xe ô tô thì anh em dặn cái này trực tiếp vô trong xe luôn. Nó cái kim vòi của xe ô tô là nó vừa với cái này nè, mình chỉ việc đưa vô mình dặn trực tiếp là mình bơm thôi. Và cái app của nó ha, nó cũng khá là khỏe. Ví dụ như anh em có thể bơm được xe 7 chỗ thì những cái xe còn lại nhỏ hơn thì mình bơm được hết luôn nha anh em. Rồi, ok anh em, thì cái này bên em ha, bảo hành chính hãng cho anh em là 6 tháng nha. Và cái này thì giá bên em đang bán với giá là 1,7 triệu nha anh em. Giá là 1,7 triệu ha. Đó, đầy đủ cho anh em luôn. Tình trạng là mới full hợp nha anh em. Rồi, giá 1,7 triệu bơm xe của Boss ha. Đó, bơm xe sử dụng pin của Boss. Rồi, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giúp em luôn nha. Kiện hàng Nhật về, em về được một cái lô gậy golf nha anh em. Đó, nó rất là đẹp ha, cái tình trạng của nó là chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, thì cái lô này tương đối rất hiếm nha. Bình thường á, cái gậy mà gậy golf của Nhật về á, thì phần lớn là đều là đã qua sử dụng rồi. Đó, này ở đây em về được một cái lô chưa qua sử dụng rất là ngon cho anh em mình luôn nha. Đó, thì cái này em cũng mở ra cho anh em mình coi sơ luôn. Đó, chưa qua sử dụng nha anh em. Rất là đẹp ha. Đó, của thương hiệu là Tommy Aaron nè. Rồi, thì cái này á, là nó là, cái bộ này là nó gồm là 7 cây. Em mở ra một lượt cho anh em mình xem nha. Em nhìn ha, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rồi thì một cái bộ của nó là gồm được 7 cây anh em ha. Đó, cái cán này chưa qua sử dụng luôn. Đó, rồi thường một cái bộ này là bộ 7 cây, nó có cái số ha, nó sẽ có cái số ở trên mỗi cái cây cho anh em xem luôn. Đó, 1 nè, 3 nè, 5 nè, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 với lại một cây S và một cái cây là một cây S nè, một cái cây là ZB21, cây ZB21 này là đánh được khoảng cách gần. Đó, đây, đây tổng thể cho anh em mình luôn. Rất là đẹp anh em ơi. Nó nói chung là cái lô này á, thì tình trạng nó chưa xài, nó rất là hiếm. Đó, em về được một cái lô mà cái giá cực kỳ tốt cho anh em luôn nha. Đó, một cái lô gồm 2, 4, 6, 7 cây nha anh em. Đó, 1,3,5,7,9 ha. Đó, 1,3,5,7,9 nè, cây S nè, với lại cái cây ZB. Tất cả đều chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, rất là đã luôn.
Rồi em cầm thử cho anh em xem. Đó, những cái cây này là cho anh em là tập luyện rồi ha, chơi rồi tập luyện rồi, hoặc là sưu tầm cũng được. Giá nó rất là tốt anh em, nó giá rất là tốt. Một cái bộ 7 cây như vậy, một bộ 7 cây như vậy ha, nó bên em đang bán với giá là 2.800.000 nha anh em. Đó, anh em nghe không nhầm đâu ha, 2.800.000 ha. Thường những cái bộ gậy golf ở ngoài thị trường rẻ nhất cũng mười mấy 20 triệu nha. Đó, còn cái bộ này á, là chưa xài luôn nè, hàng nội địa Nhật nha anh em, chưa xài ha. Đó, rất là đẹp luôn ha. Rồi, giá của nó là 2.800.000 nha anh em. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới cái bộ gậy golf này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, thì nay ở đây em mới về lại cho anh chị em mình được là cái bộ mũi khoan anh em ha. Đây là bộ mũi khoan của Boss, đây là khoan bê tông nha anh em. Nó gồm là 2-4-5 cây. Nó cây 6 ly nè, cây 2 cây 6 nè, 1 cây 8, 1 cây 10 và 1 cây 12. Và cái chiều dài của nó là 160mm anh em ha, tức là 16cm. Rồi thì cái này á, là nó gồm là 2 cây 6, 1 cây 8, 1 cây 10 và 1 cây 12. Thì đây là những cái lỗ mà khoan tường thông dụng anh em ha. Và cái đầu của nó là đầu gài anh em nha. Cái này gài được và kẹp cũng được luôn. Nó khá là đa năng, khá là đa dụng anh em ha. Rồi thì cái này là của chính hãng Boss Germany anh em nha. Rồi thì giá của nó là 190k, 190k nha. Anh em nào mình quan tâm thì inbox giúp em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bình giữ nhiệt rất là cao cấp anh em ha, nó của Đức nha. Rồi thì cái bình giữ nhiệt này á, là cái dung tích của nó là 1.6 lít, dung tích 1.6 lít, anh em mình nhìn vô là mình đã thấy rồi, nó cực kỳ chất lượng luôn nha anh em. Đó, cái này thì nó giữ được nóng lạnh luôn nè, và mình nhìn nè, mình nhìn cái thiết kế của nó là mình đã thấy rồi ha, rất là chất lượng luôn nè. Đó, cái này là giữ nóng và lạnh luôn nha anh em. Rồi thì cái bình giữ nhiệt này ở phía trên nó có cái tay xách này anh em, có thể mình xách ngang cũng được ha, hoặc là mình để đứng cũng được. Nó rất là nhiều cái kiểu để cho mình nha. Và cái này á thì em mở bên trong cho anh em. Đó, anh em thấy ha, cái ngăn nó có cái này thì cái này thì nó giữ nóng rất là cao, rất là lâu. Rồi. Đó, trong đây nó có luôn cái quai xách cho mình luôn nha anh em. Rồi, ở đây inox 304, rất xịn sò, rất cao cấp anh em ha. Đó. Rồi thì cái bình này á, cái dung tích của nó là 1.6 lít nha anh em. Dung tích của nó là 1.6 lít ha, rất là cao cấp ha. Rất là xịn luôn nha anh em. Rồi thì cái bình giữ nhiệt này thì bên em đang bán với giá là 690k nha anh em. 690k ha. Cái này là của Đức nha anh em. Rất là xịn, rất là cao cấp. Với lại em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn nè. Đó, chiều dài của nó ha, chiều dài của nó là khoảng là 29cm nha anh em. Chiều dài là 29cm. Còn về cái phần đường kính của nó là khoảng là 11cm. 29 x 11 nha anh em. Rồi, rất cao cấp, rất đẹp luôn nha anh em. Những anh em khó tính thì nhận cái này cũng sẽ thấy rất là đã luôn nha. Rồi, 690k nha anh em. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Đó, bình giữ nhiệt của Đức 1.6 lít, 690 nha anh em. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em thêm một cái mẫu là máy hút bụi pin nữa nha anh em. Đó, đây là một cái mẫu máy hút bụi pin. Cái này là của thương hiệu là Andeco ha. Andeco, cái này là hàng nội địa Nhật nha anh em. Thì cái này á, theo em đánh giá thì nó cũng rất là tiện mà nó khá là mạnh luôn nha anh em. Đó, đây em sẽ ráp vô trước cho anh em mình hình dung thử cái máy này nó làm sao nha. Đó, đây nếu như anh em à, mình hút ở trên bàn, trong những cái cốc nước rồi hay là những cái lặt vặt thì anh em sử dụng cái này. Đó, mình chỉ việc vậy thôi là mình hút nè. Đó, cầm như vậy thôi là mình hút được rồi. Còn nếu như mà anh em mà mình muốn hút ở dưới sàn nhà thì mình sẽ gắn cái cây nối dài vô. Còn cái công tắc thì nằm ở đây. Đó, anh em bóp vô là hút ha. Đó. Đó, cái này á, thì anh em thấy ha, khi hút nè, nó khá là mạnh anh em ha. Đó, chế độ 2. Ui, ui,
cực kỳ mạnh luôn anh em ơi. Đó, anh em nhìn cái tay em là anh em biết rồi ha. Đó, wow, chế độ của con này rất là mạnh nha anh em. Nó sử dụng pin rất là mạnh luôn ha, nó hút cái tay em, nó hút cái miếng thịt vô luôn nè. Đó, đó, khá là ngon nha. Cái này á, thì anh em thí dụ đi kèm nó là nó có cho mình mấy cái đầu hút khe lặt vặt luôn cho anh em hút ha. Nếu như mà anh em mà mình muốn nó mà mình có thể mà hút ở dưới sàn nhà thì mình chỉ việc nói cái cây nói dài này vô thôi. Đó, nói cái cây nói dài này vô nè, anh em cầm nè. Đó là anh em có thể hút ở dưới sàn nhà đồ luôn ha anh em. Bàn, ghế, kệ, tủ gì đó, các thể loại luôn nha. Rồi, ok, ngon lành cành đầu. Và cái này á, đi kèm của nó là nó có cho mình luôn là một cái đế anh em ha. Cái đế này á là anh em nè, cái đế sạc á. Rồi, cái đế sạc này anh em ghim vô là anh em ghim vô điện là anh em xài thôi. Cái con này thì cái nguồn điện của nó là điện cũng là autovol luôn nha anh em. Tức là nó xài điện được là từ 100 cho tới là 240. Tức là điện ở Việt Nam mình cắm vô trực tiếp xài được luôn. Rồi, ok, rất là nhiều cái đầy đủ như vậy, hay ho cho anh em ha. Và tình trạng thì như em quay anh em ha, hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng rồi. Cái giá của nó là hiện tại bên em đang bán là 800k nha anh em. Đó, giá của nó là 800k, tình trạng là đã qua sử dụng rồi, nó đẹp khoảng là 90% như vậy nha. Bên em thì hiện tại á, cái này thì có khoảng hai màu ha. Cái màu này với màu trắng. Rồi, ok, thì anh em mình quan tâm thì inbox giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu đồng hồ để bàn của Seiko. Nó khá là đẹp anh em ha, hàng nội địa Nhật ha, làm bằng cái gỗ nè. Cái hộp gỗ rất là dày luôn anh em. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, tổng thể thì còn rất là đẹp luôn. Rồi, thường những cái mẫu đồng hồ này đã mấy chục năm rồi anh em. Đó, mấy chục năm mà nó còn đẹp như vậy ha anh em. Mua về chỉ việc là mình bỏ pin mình xài thôi. Rồi, cái này em đo sơ cái kích thước cho anh em hình dung nha. Rồi, chiều dài của nó là 36cm anh em ha. Chiều dài là 36 nè. Còn chiều cao là 23 anh em ha. 36 x 23. Và cái này độ dày của nó là siêu dày anh em nè. Đó, siêu dày nha, nó dày khoảng 11cm. Đó, cực kỳ đẹp nha anh em. Kim của nó là kim trôi, không có tiếng động nha. Kim trôi không có tiếng động nha. Rồi, cái này á, cái mặt đồng hồ nè, đường kính của cái mặt đồng hồ là 17cm anh em ha. Đó, chiều cao của cái mặt đồng hồ này là 16cm. Đó, đây, cái mặt đồng hồ còn rất là sáng, rất là đẹp anh em nha. Rồi, nó của Nhật Japan. Rồi, tiếp theo thì em cho anh em coi cái ở trong nha. Ở đây, mở ra thôi. Đó, nó này là 500, anh em để vô là nó hít vô nè. Đó, mình để vô là nó tự hít thôi. Đó, rút ra. Rồi, sử dụng một cái viên pin tiểu anh em ha. Pin tiểu nha. Rồi, máy của Seikosa Japan. Tình trạng còn rất là đẹp luôn như vậy. Rất đáng để sưu tầm anh em ha. Thường sưu tầm những cái đồng hồ này á, vài chục năm sau thì nó cũng vậy thôi, không có mất đi đâu hết á. Rồi, ok anh em nha. Đó, kích thước như em đo rồi ha, em cầm trên tay cho anh em hình dung nè. Rồi, thì cái đồng hồ này thì bên em, đồng hồ để bàn này thì bên em đang bán với giá là 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu con đồng hồ để bàn gỗ như vậy ha. Nó của Seiko, kim trôi, rất đẹp nha. Rồi, anh em nào mình quan tâm thì inbox cho em nha, có một con duy nhất. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái mẫu rìu của Mỹ nha anh em. Đó, mẫu rìu của Mỹ này em về lại ha, rìu cán nhựa của Mỹ ha. Đó, cái lưỡi thì nó cũng rất là sắc bén ha, chưa có qua sử dụng nha anh em. Một đầu búa nè, một đầu rìu, anh em đi rừng hoặc là anh em có thể sử dụng gia đình đồ khá là ok nha. Đó, mà mình trang trí nó cũng rất là đẹp nha anh em. Rồi, thì cái mẫu này á, là nó nặng nè anh em coi ha, nó nặng là nặng 600g nha anh em. Rồi, giá là 220k một cây nha anh em, 220k một cây như vậy ha, anh em nào mình quan tâm thì inbox cho em nha. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái tai nghe nha anh em, cái này là cái tai nghe AirPods nha. Đó, đây là cái tai nghe AirPods Pro, thì anh em biết rồi, AirPods là của Apple, cho nên là anh em khi mà anh em mình kết nối thì mình chỉ sử dụng được cho điện thoại iPhone, AirPods hoặc iPad thôi nha anh em. Đó, chứ mình không có xài được cho cái điện thoại khác. Thì cái này là tai nghe không dây, anh em kết nối không dây với điện thoại là mình nghe thôi. Cái này thì bên em đang bán với giá là
350 một cái nha anh em, tình trạng là full hộp như vậy luôn nha, 350 một cái. Anh em nào mà mình quan tâm cái này thì inbox giùm em nha. Và tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em một cái mẫu máy massage hàng nội địa Nhật rất là xịn nữa anh em ha. Cái mẫu này là của thương hiệu là Unpo. Đó, cái này là mẫu máy massage thông minh cực kỳ xịn của Nhật anh em ha. Cái này là sử dụng cái chui sạc là Tc. Nó đi kèm nó có cái cáp sạc cho mình luôn nha anh em. Rồi và nó có những cái đầu để anh em ghim vô anh em xài ha. Ví dụ như cái đầu tròn này đi. Nó thì đây chỉ việc bấm nút nè. Đó, anh em bấm ha, chế độ 1 nè, chế độ 2 nè, chế độ 3 nè, chế độ 4 nè, 4 chế độ ha. Rất mạnh nha anh em, cái con này mạnh lắm nè. Đó. Đó anh em thấy không? Siêu mạnh nha anh em. Đó, đấm rất mạnh ha. Rồi, cái này á, là dành cho ở bên Nhật người ta sử dụng để cho những cô chú bác lớn tuổi hoặc là những cái phòng mà vật lý trị liệu á, là người ta sử dụng những cái mẫu này nha anh em. Bởi vì nó rất mạnh, rất là lực và cái độ bền nó rất cao. Khi anh em cầm trên tay là anh em đã biết được cái độ xịn của nó rồi nha anh em. Rồi thì cái này á, là bên em đang bán một bộ như vậy đó. Rồi một bộ như vậy full hộp luôn cho anh em ha. Giá của nó là 1.400.000 nha anh em, 1.400.000 ha. Nó tình trạng là khoảng là 98% anh em ha. Nó 98% mua về chỉ việc là sạc là xài thôi. Thật ra là trong cái giai đoạn mà bây giờ những cô chú bác lớn tuổi hay bị đau lưng đau mình đau mẩy đó, mình mua cái này mình xài rất là ngon anh em ha. Đó, xài cực kỳ ngon luôn, mua biếu tặng cũng được mà sử dụng thì quá là ok nha. Rồi 1.400.000 anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em một sản phẩm rất là đặc biệt, đó là một cái gạt tàn thuốc rất là cao cấp anh em ha. Đó, rất là cao cấp, rất là đẹp luôn. Cái gạt tàn thuốc này á, thì được làm bằng kim loại hoàn toàn anh em ha. Và của nó là cái hoa văn, cái hoa văn của nó rất là đẹp luôn nè. Rồi thì cái gạt tàn thuốc này á, đó, rất đẹp nha anh em. Tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nha. À, rồi ok, thì cái này em sẽ đo kích thước cho anh em mình luôn. Rồi kích thước của nó, ngang của nó là 24 anh em ha. Rộng cũng là 24 luôn. Rồi 24 vuông nha anh em. Còn cái phần ở trong đây á, thì nó khoảng là 14 vuông. Rồi thì tình trạng chưa qua sử dụng anh em ha. Cái lô này thì đấu giá ở bên Nhật về, nó chỉ có một cái duy nhất thôi. Rất độc, nó rất là xứng đáng cho anh em sưu tầm ha. Rồi cái này thì bên em đang bán với giá là 2.200.000 nha anh em, 2.200.000 nha. Cái gạt tàn thuốc bằng kim loại rất là đẹp như vậy luôn. Rồi giá là 2.200.000. Anh em nào mình quan tâm thì inbox giúp em nha. Để rất là sang trọng, rất là đẳng cấp ha. Để trên những cái bàn ghế gỗ á, rất đẹp nha. Rồi giá là 2.200.000. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái cần lực nha anh em. Đó, cần lực của Astro Product nha. Đó, hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn sò cho anh em luôn. Tình trạng là hầu như là người ta có chưa có xài luôn anh em. Đó, cái này thì nó về cái dạng không có hộp thì nó bị cạ qua cạ lại, bị trầy thôi ha. Chứ về cái nó về cái đầu tiếp là mình thấy có vẻ như chưa xài luôn ha. Ở đây có đảo chiều nè. Đó, đảo chiều trái phải gì đó tùy anh em nha. Rồi thì cái này á, là anh em còn anh em chỉnh cái lực dặn, thí dụ anh em muốn dặn bao nhiêu á, thì anh em chỉnh ở trên đây. Đó, rồi cái này là nó dài khoảng là 42, 4, tầm khoảng 45cm nha anh em. Đó, nó dài khoảng 45cm nha, của Astro Product nha, của Nhật nha, nội địa Nhật. Rồi cái này thì bên em đang bán với giá là 750 một cây nha anh em, 750 một cây ha. Nó cần lực của Nhật nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy phát điện sử dụng xăng nha anh em. Đó thì cái này là cái động cơ của nó là 4 thì ha. Nó sử dụng xăng. Và cái này ở đây á, thì nó có cho mình hai cái cổng để mình lấy điện ra nè anh em ha. Đó, hai cái cổng để lấy điện ra là điện 220 luôn. Đó, mình chỉ việc mình ghim vô cái điện lưới của mình là mình xài thôi. Rất là tiện lợi luôn nha anh em. Và cái máy phát điện này thì cái công suất của anh em nhìn vô ha, anh em thấy là công suất tối đa là 3.5kg nha. Đó, 3.5kg là công suất tối đa. Còn cái công suất tải bình thường của nó là 3kg. Rồi, thì anh em mình cứ tính những cái thiết bị điện của mình. Ví dụ như là cái máy lạnh là một ngựa thì nó là khoảng 750W ha. Đó, thì cứ cộng vô thôi. Mình cộng vô mà khoảng 3kg này là nó xài ổn định nha anh em. Rồi, thì cái này á là
nó cái máy phát điện này thì nó nặng tổng cái độ nặng của nó khi mà chưa có nhiên liệu anh em là nó khoảng là 37 kg nha anh em. Đó, chưa có nhiên liệu thì nó nặng khoảng 37 kg, và anh em chỉ việc mình đổ xăng vô trong đây thôi. Đó, mình đổ xăng vô trong cái bình xăng này là mình xài. Nó thường á là cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó cũng không cao anh em ha. Thí dụ như là 1 lít thì mình xài được chắc cũng khoảng là hơn 1 tiếng. Nó cũng tùy vào anh em mình xài cái thiết bị gì, nó cái công suất là bao nhiêu. Rồi thì thường á là ở đây em đổ 6 lít thì em xài khoảng từ sáng tới chiều luôn anh em ha. Đó, thường nó cúp điện thì mình xài như vậy là rất là ok rồi. Rồi thì cái công suất này thì anh em có thể xài được là máy lạnh nè. Đó, xài được tủ lạnh, xài được máy giặt ha, thậm chí mà máy bơm nước rồi anh em cũng xài được luôn. Đó, thì mình cứ tính ở trong cái khoảng là 3 kg, 3 kg rưỡi này là anh em sẽ xài được nha. Rồi, cái máy phát điện này là của thương hiệu là Shindaiwa. Đó, Shindaiwa nha anh em. Rồi, rất là xịn sò. Đó, rồi bây giờ ở đây á, thì em cũng test thử cái khả năng cho anh em mình xem luôn ha. Đó, ở đây thì em sẽ test bằng cái con cưa đĩa này. Cưa đĩa này á, là công suất 1200W. Rồi, thì em test thử cho anh em luôn. Ở đây nó có công tắc on off nè. Khi xài thì mình mở lên on nè. Với lại cái e này ha, mình kéo cái e qua, mình giật cái rồi mình xả e lại. Đó. Anh em thấy ha, ở đây thì nó có cái đồng hồ nó hiển thị cái số volt mà của cái máy phát điện này nó sản sinh ra. Nó hồi nãy là nó ghi cho mình là nó chạy lên cái kim này tới mức là 220 ha. Thì anh em xài được điện 220 của mình nha. Rồi, còn ở đây nó có một cái ngăn này thì anh em ha, trong cái quá trình mình sử dụng đó, thì mình chú ý cái mức nhớt của nó để mà mình chăm nhớt ha. Thường thì anh em mua về đó, thì anh em kiểm tra coi nó còn nhớt hay không. Nếu như mà nó hết nhớt thì mình châm nhớt vô, mình chỉ cần mua cái nhớt xe máy, nhớt 4 thì là anh em đổ vô là được rồi nha. Đó, rồi còn cái này là trên đây là đổ xăng. Rồi thì cái này nó cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu anh em ha. Đó, nó xài thí dụ như là từ sáng tới chiều mà anh em đổ 100 mấy 200 ngàn xăng là anh em xài được nguyên ngày rồi. Đó, nó cũng đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu cho mình, cho anh em sử dụng gia đình hoặc là làm công trình, thầy thợ rồi cũng khá là ok ha. Những nơi mà nó không có điện á, đó, những nơi mà không sử dụng điện được hoặc cúp điện gì đó thì mình xài rất là hay nha. Rồi thì cái máy phát điện này thì bên em đang bán với giá là 4,7 triệu nha anh em. Đó, máy phát điện của thương hiệu là Shindaiwa anh em nha. Đó, Shindaiwa giá là 4,7 triệu. Rồi thì anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Lại được cho anh chị em mình một cái lô nệm hơi nha anh em. Đó thì cái nệm hơi này nó rất là cao cấp, rất là xịn sò luôn. Đó, cái nệm hơi này á thì nó rất là dày nè anh em. Đó, thiết kế cực kỳ dày dặn luôn ha. Và khi mà đi kèm nó là nó có cho mình một cái đồ bơm hơi luôn. Đó, cái đồ bơm hơi này rất là tiện lợi anh em ha. Đó, mình chỉ cần ghim vô điện 220 và mình xài thôi. Đó thì cái này ví dụ anh em mua có thể để dành đi du lịch, đi camping cắm trại, hoặc là mình có thể là ví dụ như nhà mình hơi chật á, là mình không có nhu cầu mình xài nệm nhiều thì mình xếp nó lại. Nhưng ví dụ mà có khách khứa vô á thì mình bơm cái nệm này lên để cho khách nằm luôn, cũng rất là tuyệt vời nha. Rồi thì cái nệm này bây giờ em sẽ đo thơ cái kích thước cho anh em mình luôn. Rồi, cái kích thước chiều ngang của nó nè, chiều ngang của nó thì em sẽ đo 1 mét. Chiều ngang của nó là 1m55 anh em ha. Chiều ngang là 1m55 nè. Rồi em sẽ đo về cái chiều dài. Chiều dài của nó nha anh em, chiều dài là em tính luôn cái phần mà cái phần vách lưng này luôn ha. Đó, cái phần vách tựa lưng này luôn á là 2m35. Đó, còn nếu như mà cái chiều dài của cái phần nệm ở đây thôi, chưa tính cái vách tựa lưng á, là 1m9. Đó, thì nói chung là anh em nằm thoải mái, gia đình hai vợ chồng, hai đứa con nằm cũng được luôn. Rồi thì cái này nè, đó, nó thiết kế rất là dày dặn anh em ha, rất là dày luôn nè.
Đó, ở đây em ngồi lên cho anh em coi luôn. Đó, ngồi lên cho anh em coi ha, anh em thấy rất nằm lớn luôn. Đó. Đó, ok anh em thấy không? Nó nằm rất là thoải mái anh em ha. Đó, nằm nè. Đó. Rồi, cái này bạn này cao 1m75 mà nằm lên anh em thấy ha. Nó rất là vừa vặn luôn nha anh em. Rồi, ok anh em. Nó thì cái này nó thiết kế cực kỳ dày dặn luôn, nằm nó rất là thoải mái anh em ha. Đó, em ngồi lên luôn cũng rất là thoải mái luôn. Đó, rồi thì cái này ở phía sau của nó là cái phần hơi nè, nó mình có thể mình xả ra hoặc mình bơm hơi ở bên cái van này. Nó rất là hay. Và khi gửi đến anh em á là nó sẽ trong một cái thùng như vậy. Anh em biết rồi, nó rất là gọn gàng như vậy. Nó thí dụ mỗi lần mình xếp vô nó cũng gọn như vậy. Và nó rất là nặng anh em ha. Nó nặng lắm thì nó cũng tỷ lệ thuận với lại cái độ bền. Đó, nó nặng 10kg anh em ha. Đó, rồi ok. Thì cái niệm hơi này thì bên em đang bán với giá đó là 2.2 triệu nha anh em. Đó, niệm hơi này là em đang bán với giá là 2.2 triệu. Thì anh em nào mà mình đang có nhu cầu mình tìm một cái niệm hơi, đó, thì cứ inbox hoặc gọi điện qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Khá là tiện lợi luôn. Rồi, đi kèm nó là nó có đầy đủ cho mình là cái đồ bơm hơi luôn. Rồi, ok anh em. Anh em nào quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong những cái video tiếp theo ạ. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ nồi ha. Đó, một cái bộ nồi 3 món nha. 1, 2, 3, nó gồm 3 cái nồi nha. Trước tiên thì em sẽ quay cho anh em trước là cái nồi nhỏ nhất nha. Đó, đây. Đó, 3 cái mẫu nồi này thì anh em xài được các thể loại bếp luôn. Bếp từ, bếp ga là đều xài được hết luôn nha. Rồi, cái nắp của nó là nắp thủy tinh nha anh em. Nắp thủy tinh cho nên mình nhìn vô rất là trong suốt. Khi mà mình nấu nướng gì đó, mình nấu cái gì đó thì mình có thể nhìn được ở bên trong tình hình nó ở bên trong luôn ha. Thức ăn có chín chưa hay gì đó. Và đi kèm nó là ở đây nó có một cái lỗ này, lỗ thoát khí ha. Để khi mình nấu nó không có bị tràn nước ra ngoài á. Rồi thì em sẽ quay từ cái nhỏ cho tới cái lớn cho anh em mình. Cái nhỏ nhất này là hiện tại nó là 2 lít nha anh em. Đó, 2 lít nha. Tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, 2 lít nha. Rồi tới một cái trung này là 3.7 lít nha anh em. Tới một cái trung này 3.7 lít nha. Đó. Rồi, rất đẹp, rất xịn nha. Rồi, tiếp theo là tới cái lớn nhất. Đó, cái lớn nhất này là tới 6.3 lít luôn anh em. Nói chung ba cái nồi này là nó cũng đủ cho mình để mình sử dụng rồi nha. Đó, cái này là 6.3 lít nha anh em. Tương đối rất là lớn luôn nha. Đó, 6.3 lít. Rồi thì anh em biết rồi nha, nó một cái bộ nồi rất là đẹp như vậy, giá cực kỳ tốt cho anh em luôn. Nó giá của cái bộ này là chỉ có là 600k thôi. Nó bộ nồi 3 món này giá 600k nha. Tình trạng là chưa qua sử dụng, anh em có thể mua để mà đi tân gia nè, biếu tặng nè, hoặc là mình sử dụng gia đình nè. Đó, rất là xịn sò nha. Rồi, bộ nồi 3 món như vậy giá 600k nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là nó mấy cái con phong thủy cho anh em mình luôn nha. Rồi, con phong thủy, mấy cái con linh vật phong thủy bằng đồng ha. Rất là đẹp luôn nè. Con này đầu tiên nó là cái con long quy. Đó, tức là con rùa mà nó đầu rồng nha anh em. Đó, con long quy, rùa đầu rồng nha. Nó trên đây nó ngồi thỏi vàng nè. Nó cái này thì mình có thể trưng trên bàn hay là nó để ông địa thần tài gì cũng rất là ok. Rồi thì cái con đầu tiên, con này á, thì giá của nó là 800k nha anh em. Con long quy là 800k nha. Đó, rồi tiếp theo là tới con gà. Đó, đây. Đây là con gà trống cũng đứng trên cái đống vàng luôn nha ha. Đó, rồi rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, em cầm trên tay anh em xem nha. Rồi, con gà trống này thì cũng 800k luôn nha anh em. Rồi tiếp theo tới cái con cóc. Đó, đây là con cóc ngậm vàng ha. Đó, rồi cũng ngồi trên đống vàng luôn nè. Đó, con cóc này cũng rất là đẹp luôn nha anh em. Con cóc thì to. Rồi, con cóc này thì bên em bán với giá là 990k nha anh em. Đó, 990k. Anh em nào quan tâm thì inbox giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ kìm bấm chết anh em nha. Bộ kìm bấm chết 4 cây, hàng Mỹ cho anh em mình luôn nha.
Đó, USA cho anh em mình thì nó gồm là những cái size từ nhỏ tới lớn để phù hợp cho anh em có thể làm thợ hoặc là sử dụng gia đình ha. Nó cũng đầy đủ các chức năng cho mình luôn. Thì nó gồm là 4 cây, trong đây nó có một cái cây mỏ nhọn nữa nè. Thì nói chung là nó phù hợp với cái đầy đủ các nhu cầu của anh em luôn. Rồi thì cái cây này nhỏ nhất anh em nha. Em sẽ đo kích thước từng cây cho anh em mình luôn nha. Rồi trước tiên cái cây nhỏ nhất thì kích thước chiều dài của nó là 13.5 anh em nha. Đó, 13.5. Cái cây kế tiếp là 17. Rồi cái cây thứ 3 là 18. Rồi cái cây lớn nhất là 22 anh em ha. Đó, cái cây lớn nhất là 22. Rồi một cái bộ 4 cây như vậy. Một cái bộ 4 cây như vậy đầy đủ các chức năng cho anh em luôn nha. Giá của nó chỉ có là 380k thôi. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Tình trạng chưa qua sử dụng luôn ha. Anh em nào mình quan tâm tới cái bộ kìm bấm chết 4 cây này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái mẫu bàn ủi tích nhiệt không dây hàng nội địa Nhật, rất là đẹp luôn nha anh em. Thì em nói sơ về cái công dụng ha, tất cả những cái mẫu bàn ủi ở đây thì nó chung với công dụng với nhau là nó có là tích nhiệt không dây nè và chế độ hơi nước nè. Tích nhiệt không dây là như thế nào? Ví dụ như là mỗi cái bàn ủi nó sẽ gồm cái đế như vậy. Thì mình chỉ việc là mình lấy cái dây điện nằm ở đây nè, nó mình ghim vô điện và anh em ghim vô điện là điện 100V giúp em nha. Tại hàng này nhập bên Nhật về xài điện của Nhật là điện 100V. Rồi khi mình ghim vô điện xong mình gá cái bàn ủi lên. Rồi ở đây thì mình chọn cái chế độ nóng anh em ha. Mình chọn cái chế độ nóng xong khoảng là 20 tới 30 giây sau thì cái bàn ủi này nó đã nóng rồi. Mình lấy ra mình đi ủi xung quanh. Nó mình ủi mỗi lần nóng, một lần tích nhiệt như vậy thì anh em có thể ủi được hai bộ đồ nha. Nó khá là nhanh nóng và nó cũng giữ nóng rất là lâu. Thì mình có thể là mình mang đi ở trên lầu, mình mang xuống tầng dưới mình ủi đồ cũng được nữa. Nó thường mỗi lần mình ủi mình hay có cái cọng dây vướng víu khó chịu thì anh em sử dụng những cái mẫu bàn ủi tích nhiệt không dây như vậy. Nó thì nó rất là gọn gàng anh em ha. Và ở đây có chế độ hơi nước nè. Chế độ hơi nước này thì anh em chỉ việc là mình mở ra mình bỏ nước vô trong đây. Rồi trong cái quá trình mình ủi mình bấm ha, cái vừa bấm vừa ủi như vậy thì mình sẽ ủi được chế độ hơi nước nha. Rồi ok anh em, thì cái bàn ủi này hàng nội địa Nhật anh em nha. Tình trạng còn khá là đẹp luôn ha, màu đen như vậy. Rồi con này thì bên em đang bán với giá là 900k nha anh em. Con này là 900k, màu đen ha. Anh em nào thích thì inbox giúp em nha. Rồi tiếp theo tới con bên đây. Con bên đây là của Toshiba. Thì cũng chức năng dung như vậy luôn, chỉ khác là cái mẫu mã xíu thôi. Đó, tình trạng còn khá là đẹp anh em nha. Đó, con nào cũng rất là đẹp hết nha. Rồi ok, con này cũng 900 luôn đi. Đó, rồi hai con đồng giá với nhau ha. Con màu xanh, con màu đen, anh em thích con nào thì lấy nha. Đó, con nào cũng là có chế độ hơi nước nè, cũng tích nhiệt không dây nè, rất là đẹp luôn. Rồi đồng giá 900k nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái con đại bàng bằng gỗ anh em ha. Đó, hàng nội địa Nhật anh em nha. Đó, con đại bàng bằng gỗ hàng nội địa Nhật rất là đẹp nha. Đó. Rồi, làm rất là sắc sảo anh em ha. Nó nhìn đi như thiệt luôn nha. Rồi, ok. Con đại bàng này á, nó em quay sơ phía trước phía sau cho anh em mình xem luôn nè. Rồi thì cái con đại bàng này ha, em đo sơ cái chiều cao của nó cho anh em mình luôn nha. Rồi chiều cao của con đại bàng này là 42cm anh em ha. Chiều cao là 42cm. Còn về cái phần chân của nó anh em ha, phần chân, chiều ngang của phần chân của nó là khoảng 13cm. Đó, 13. Còn cái phần này thì khoảng là 16. Rồi con đại bàng này thì nó làm rất là đẹp anh em ha. Nó làm sắc sảo y như đại bàng thiệt luôn á. Đó. Rồi ok, bằng gỗ thì thích hợp cho anh em mình trang trí ha. Mình để trên bàn hay là trên tủ gì đó, phong thủy ha. Đó, khá là ok. Rồi thì con đại bàng này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu anh em ha. Con này là 3 triệu nha. Anh em nào mình quan tâm thì vui lòng inbox hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Chỉ một con duy nhất nha anh em. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái mẫu nồi nha anh em. Đó, đây là cái mẫu nồi này, nó có sẵn cái nắp thủy tinh rồi ha. Cái nồi này thì nó làm bên trong là thiết kế là chống dính luôn nha anh em. Rồi, cái này là của thương hiệu là Emix Japan nha anh em. Đó, cái này thì cái nồi này thì nó sử dụng được các loại bếp luôn nha anh em.
đó, bếp từ, bếp hồng ngoại hay là bếp bếp ga gì các thể loại luôn, có cái nắp trên cho mình luôn. Thì cái nồi này á, thì em đo sơ cái đường kính của cái nồi cho anh em mình luôn nha, là 20, đường kính là 20, độ cao, chiều cao của nó là 9.5 nha anh em. Rồi thì cái này là khá là xịn sò. Rồi cái nồi này thì bên em đang bán với giá là 290k nha anh em, 290k nha. Đó, anh em nào mình quan tâm inbox giùm em nha. Đã rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là mấy cái mẫu dao của Nhật rất là xịn ha anh em, siêu VIP ha. Rồi thì ở đây đầu tiên thì em sẽ lên cho anh em là một cái mẫu dao của Takayuki. Thì cái dao này á, là dao sashimi, anh em thấy ha, thường ta thắt sắt cá hồi hay là cái gì đó, thịt mỏng, thịt dài gì đó thì người ta sử dụng những con dao này, bắt đầu bếp giật sử dụng những cái dao này. Thì anh em thấy ha, cái dao này cái độ hoàn thiện của nó rất là cao nha. Đó, nó rất là cao cấp, rất là xịn sò luôn. Rồi thì cái dao này mẫu này cực bén anh em ha. Rồi cái này á, thì em đo chiều dài cho anh em. Chiều dài của tổng thể của nó lên đến là 39.5 anh em ha, gần 40cm nha. Rồi tình trạng chưa qua sử dụng ha, sản xuất tại Nhật cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái mẫu dao này thì bên em đang bán với giá là 290k. Đó, mẫu dao này thì bên em đang bán với giá là 290k nha anh em. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em nữa là một cái mẫu dao của Takayuki nữa. Mẫu này thì gọi là mẫu D3, dao D3. Đó thì anh em thấy ha, độ dày nó rất dày anh em ha. Nó làm rất là đặc thù, rất là dày dặn của cái mẫu dao D3 này luôn. Rồi thì cái này độ hoàn thiện của nó cũng như vậy luôn. Đó, cái này là Takayuki Made in Japan anh em ha. Rồi ok, rất bén anh em ha, rất bén, rất đẹp nha. Rồi cái dao này thì chiều dài của nó là 30.5cm nha. Rồi con dao này thì giá của nó là 350k nha anh em. Đó, rồi tiếp theo là tới một cái con D3 lớn, D3 lớn rất là to nha. Đó, độ dày của nó cực kỳ dày nè. Rồi Takayuki, đó, sản xuất tại Nhật anh em ha. Rồi rất xịn sò luôn. Rồi thì con này thì bên em đang bán với giá là 400k một con nha anh em. Thì trọn bộ nó, nếu như anh em mình mua trọn bộ là gồm là một cây sashimi. Đó, anh em mua trọn bộ là gồm một cây sashimi, một dao D3 nhỏ, một dao D3 lớn, thì trọn bộ là 1.040.000, bên em sẽ bao ship cho anh em nhé. Rồi ok anh em nào quan tâm tới những cái mẫu dao này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ kìm bấm chết anh em nha. Bộ kìm bấm chết 4 cây, hàng Mỹ cho anh em mình luôn nha. Đó, USA cho anh em mình. Thì nó gồm là những cái size từ nhỏ tới lớn để phù hợp cho anh em có thể làm thợ hoặc là sử dụng gia đình ha. Nó cũng đầy đủ các chức năng cho mình luôn. Thì nó gồm là 4 cây, trong đây nó có một cái cây mỏ nhọn nữa nè. Thì nói chung là nó phù hợp với cái đầy đủ các nhu cầu của anh em luôn. Rồi thì cái cây này nhỏ nhất anh em nha, em sẽ đo kích thước từng cây cho anh em mình luôn nha. Rồi trước tiên cái cây nhỏ nhất thì kích thước chiều dài của nó là 13.5 anh em nha. Đó, 13.5. Cái cây kế tiếp là 17. Rồi cái cây thứ 3 là 18. Rồi cái cây lớn nhất là 22 anh em ha. Đó, cái cây lớn nhất là 22. Rồi một cái bộ 4 cây như vậy, một cái bộ 4 cây như vậy, đầy đủ các chức năng cho anh em luôn nha. Giá của nó chỉ có là 380k thôi. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Tình trạng chưa qua sử dụng luôn ha. Anh em nào mình quan tâm tới cái bộ kìm bấm chết 4 cây này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đây, tiếp tục em lên tiếp cho anh em là bình châm nhớt ha. Nó giai đoạn cuối năm rồi, có một số máy móc hoặc là những cái công cụ dụng cụ cần phải bảo trì, hoặc là anh em mỗi lần mình xài xong cái gì đó thì mình có thể châm cho nó miếng nhớt ha. Thì trước tiên mình phải có cái bình nhớt cái đã. Có nhiều khi mình xài kìm kéo mỏ lết đồ xong á, mình lười quá rồi mình quăng qua bên, lâu lâu mình lấy ra mình xài thì nó bị rỉ sét á, thì nó bị hư những cái công cụ dụng cụ của mình thì nó rất là đáng tiếc. Anh em mình mua cái bình châm nhớt như vậy nè, nó mình bỏ nhớt vô, nó mình bỏ nhớt vô trong đây rồi là chỉ việc là
mỗi lần mà xài xong á, mình bỏ nó, mình bỏ cái bình này ở trong cái thùng đựng dụng cụ của mình luôn. Mỗi lần xài xong cái mình xịt xịt 2-3 cái vô trong cái công cụ dụng cụ của mình thì nó sẽ bảo quản được rất là lâu. Rồi thì cái bình châm nhớt này giá bên em đang bán với giá là chỉ có 40k một cái thôi, giá rất là rẻ luôn nha anh em. Đó, rồi 40k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái bộ combo khoan pin. À, giá cực kỳ tốt luôn cho anh chị em mình ha. Cái này là của thương hiệu là Nisio nha anh em. Đó, combo khoan pin của thương hiệu là Nisio. Rồi thì cái combo này nó cũng khá là đầy đủ cho mình để anh em có thể sử dụng gia đình ha. Cái thứ nhất thì cái thân máy cũng tương đối nhỏ gọn nè. Đó, thân máy tương đối nhỏ gọn ha. Rồi đi kèm nó, trọn bộ của nó là gồm là cho anh em mình là hai viên pin. Đó, và một sạc. Rồi sạc này là sạc được điện AutoVol luôn nha anh em, từ 100 cho tới 220 luôn. Rồi thì cái này chỉ việc anh em gài pin vô là xài thôi. Đó, có đảo chiều ha, đảo chiều radio nè, dưới đây cấp độ 1-2 nè. Rồi ở đây có các cái cấp số trượt để dành cho anh em mà dặn máy bắn dít rồi ha. Đó, khá là ok ha. Với lại cái đầu kẹp của nó là đầu kẹp 10 ly nha anh em. Đó, nó kẹp tối đa mũi khoan được 10 ly nha. Đó, rất là hay luôn ha. Rồi ở trên đây nó có cái cân thủy cho mình để trong quá trình mình khoan cho nó vô thẳng cũng khá là ok nha. Rồi đi kèm nó thì nó có cho mình luôn những cái mũi vít thông dụng nè. Đó, hai cái đầu vít dẹp với vít ba ke nè. Và trong đây, trong cái bộ phụ kiện của nó thì nó có luôn. Nó có luôn cho mình mấy cái đầu vít anh em ha. Nó vít dẹp, vít ba ke và mấy cái mũi khoan nè. Đó, mấy cái mũi khoan sắt, khoan gỗ ha. Rồi còn cái đầu này thì anh em có thể mở ốc được luôn nha. Rồi đại khái nó cũng đầy đủ cho anh em mình sử dụng gia đình. Đó, với một cái máy khoan nhỏ gọn, cầm tay, tiện lợi ha. Đầy đủ các chức năng cho anh em mình để mình xài gia đình, mình dặn mở tháo ốc vít đồ. Các chi tiết ha, và quan trọng ở đây nó có cho mình một cái đầu này nữa. Đầu này là đầu nối anh em. Cái đầu nối dài như vậy nè, để em gặn cho anh em xem. Đó, cái đầu nối dài này á, là khi mà anh em có thể mở những con ốc trong cái kẹt. Ví dụ bình thường á, cái co nè, nó có một cái co nhỏ nè, anh em thấy không nè. Đó, nó có cái co nhỏ anh em dặn nó cũng được luôn nè. Đó, anh em thấy ha. Đó nè, trong những cái không gian chật hẹp á, mà anh em đưa cái đầu này vô, anh em uống nó đi hướng nào thì nó đi theo hướng đó để anh em có thể dặn ha. Đó, nói chung cái này cũng khá là hay. Rồi, thì cũng đầy đủ phụ kiện cho anh em mình ha. Rồi, trọn bộ gồm một máy, hai pin, một sạc thì bên em đang bán với giá là 600k. Rồi, cái này là của thương hiệu là Nisio nha anh em. Đó, Nisio, khá là xịn sò. Rồi, ok. Thì cái này anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. 600k nha anh em. Mới về được cho anh chị em mình lại là một cái lô máy hút bụi cầm tay của thương hiệu là Takashi. Đó, thì đây là máy hút bụi cầm tay rất là nhỏ gọn luôn anh em ha. Nó cái này á, thì nó cực kỳ nhỏ gọn, nó thích hợp cho anh em mình là hút bụi ở trên xe ô tô nè, ở bàn làm việc nè, hoặc là những cái không gian mà chật hẹp á, thì anh em mình sử dụng những cái mẫu máy hút bụi này thì nó rất là hiệu quả luôn nha. Cái thứ nhất là nhỏ, gọn, nhẹ nhưng mà rất là tiện lợi mà nó lại được việc nữa. Rồi thì cái máy này á, là anh em thấy ha, nó cầm dạng cây súng nè, nó em bỏ trên bàn tay em thì nó cũng cỡ này thôi. Đó, rất là tiện lợi ha. Đi kèm của nó là anh em nhìn vô là anh em mình thấy nè, nó gồm là cho mình là một cái thanh nối dài nè, để anh em cắm vô mình hút trong cái cốc nước hoặc trong những cái khe rồi anh em ha. Đó, những cái khe cửa, cái khe kẹt rồi đó. Rồi cái đầu này của nó có cho mình một cái đầu nữa là đầu chổi anh em nè. Khi mình gắn cái đầu chổi này vô mình có thể vừa quét vừa hút luôn nè ha. Mình quét nó ra được những cái bụi bẩn li ti mà hút được luôn nè. Rồi đi kèm nó có cho mình cái đầu thổi nữa anh em. Cái đầu này anh em ghim vô nè, anh em thổi nè ha, thổi bong bóng luôn ha. Mình ghim ngược ở phía sau cái máy á, là mình có thể thổi được bong bóng nha. Đầu này cũng là thổi luôn nè. Rồi đi kèm nó là có cho mình luôn cái cáp sạc anh em ha. Một đầu thì anh em ghim vô trong cái máy này, nó sạc ở đây. Rồi một đầu là ghim vô chui USB để mình xài thôi. Rồi thì bây giờ em sẽ test luôn cái hiệu quả làm việc cho anh em mình coi ha. Anh em thấy cái chén gạo nè, em nè, bật lên nè, tích tắc. Đó anh em thấy không, chưa tới 2 giây là em đã hút hết cái chén gạo này rồi anh em ha. Rồi em, khi mà mình mở ra vệ sinh thì cũng chỉ việc mình vặn ngược nó lại thôi. Rồi thì ở đây nó có cho mình luôn cái màng lọc. Cái màng lọc này để tránh bụi bẩn bay vô trong máy anh em ha. Cái này nó làm bằng một cái loại vải nhựa, cho nên là nó cũng rất là bền. Anh em xài nó bền lắm, nó không có hư đâu nha. Rồi, nó mình đổ ra ngoài thôi, những bụi bẩn thì đổ ra ngoài. Rất là gọn gàng luôn anh em ha. Rồi xài xong thì mình lại gắn lại tiếp. Rồi em hút thêm cái nữa cho anh em mình coi nha. 1, 2, 3, vô. Đó anh em thấy không,
chưa tới 2 giây nữa là anh đã hút xong những cái này rồi, thì những cái bụi bẩn li ti đồ hay là bao ngóc dít đồ lặt vặt đồ là ngon lành cành đầu luôn anh em. Đó, rất là nhanh lẹ cho mình luôn. Rồi thì cái mẫu máy hút bụi cầm tay sử dụng pin của thương hiệu Takashi Nhật Bản này thì bên em đang bán với giá là 270k nha anh em. Đó, trọn bộ là 270k, thì anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là hai cái mẫu cần câu tay. Nó rất là đẹp luôn anh em, carbon. Rồi hai cái mẫu cần câu này á, thì nó dài là 3m6 anh em ha. Đó, rất là đẹp nha. Đó, ở đây nó có cho mình một cái khoen nhẫn để mà để vô trong đây luôn nè. Nó cực kỳ đẹp. Rồi hai cái cây này thì nó bằng kích thước nhau ha, đều làm bằng carbon hết, rất là đẹp luôn nha. Rồi anh em xài thì chỉ việc mình mở cái đầu này ra thôi. Đó, mình rút ra. Nó thì 3m6, carbon nó rất là thẳng anh em ha. Đó. Rồi cái này thì thích hợp cho anh em mà mình câu, mình thích câu cá, cá rô, cá trê đó anh em. Đó, đây nè. Anh em thấy không? Nó rất là thẳng ha, kích thước là 3m6. Rồi, anh em câu cá rô, cá trê, câu xong đồ khá là ok ha. Cái này thì độ cứng của nó là 4H nha anh em. Đó, độ cứng 4H, cái độ dài là 3m6, cho nên là anh em có thể mình câu được cá khoảng 3kg đổ lại ha. Ngon lành. Đó. Rồi, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, hai cây đều làm bằng carbon. Kích thước thì tương đương nhau. Độ cứng cũng là như nhau. Đó, anh em cũng như là mình thích màu nào thì mình lấy thôi. Đó, rất là dẻo. Thường mình câu cá rô đồ ha, câu sông, câu ao hồ, sông suối rồi đó. Đó, mình câu bằng những cái mẫu cần câu này thì nó rất là đã. Bởi vì cái thứ nhất là gọn, nhẹ, cái thứ hai thẩm mỹ cao, và cái thứ ba là nó rất là dẻo. Mình câu cá, mình giật những con cá lên thì nó rất là đã tay. Rồi, thì cái này á, thì bên em bán với giá là đồng giá là 350 một cây nha anh em. Đó, anh em thích cái màu nào thì mình lấy ha. Nó có cái màu đỏ với lại cái màu xám thì đại khái như vậy thôi. Còn tất cả hai cây thì đều làm bằng carbon. Đó, rất là đẹp nha. Cán thì nó to. Rồi, ok. Anh em mà mình quan tâm tới mẫu cần câu nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì nay mùa mưa tới rồi nha, em bắt đầu em lên cho anh em được là những cái chai dung dịch lau rửa xe. Đó, thì cái này mình có thể lau rửa xe hoặc là vệ sinh trong nhà cũng được luôn anh em ha. Thì những cái chai này thì cái dung tích của nó là 1 lít hết nha anh em. Và nó nè, cái này là nó sử dụng cái công nghệ của Italia, của Ý nha. Đó, cho nên nó rất là cao cấp ha. Rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu từ thấp tới cao những cái mẫu mà anh em cần thiết nha. Rồi trước tiên là đây là cái chai này là chai Bio Farm Acti. Thì chai này là chai dung dịch lau rửa xe. Thì nó thay vì anh em mỗi lần mình lau rửa xe bằng xà bông bình thường thì mình sử dụng cái này, mình pha với nước rồi mình đánh bọt lên là mình lau rửa xe. Cái này nó rất là sạch anh em ha, sạch hoàn hảo ha, an toàn với bề mặt ha. Đó, rồi thì cái chai này giá của nó là 85k một chai ha. Có thể lau rửa xe hoặc lau rửa những cái đồ đạc khác cũng được luôn. Rồi 85k một chai này nha anh em. Nó chai bio nha. Rồi 85k. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em là ba cái loại dung dịch lau rửa xe mà không chạm. Không chạm tức là như thế nào? Thì mỗi lần mình lau mình rửa xe đó thì mình sẽ bỏ vô trong cái bình xà bông, bình bọt tuyết của cái máy rửa xe mình phun lên. Hoặc là anh em có thể bỏ vô cái bình bọt tuyết riêng để mình phun lên xe. Mình phun lên nó phủ đều hết cái xe trong vòng khoảng 2 phút là mình bắt đầu là mình lấy cái nước, vòi nước không mình xịt lại là nó sẽ sạch luôn. Đó, nó sạch luôn tới 95% mà không cần chạm vô bề mặt luôn anh em ha. Thay vì cái chai rửa xe bình thường lúc nãy thì anh em phải cầm cái nùi dẻ anh em lau lên xe, thì cái này không chạm thì không cần sử dụng nùi dẻ luôn, mình chỉ cần phủ một lớp bọt tuyết lên trên xe, sau đó mình xịt nước vô là ok, khoảng 2 phút là ok. Đó, thì cái dòng này em có 3 loại ha. Thứ nhất là cái chai Bio 20 nè. Đó, chai Bio 20 này thì giá của nó là 115.000 nha anh em. Rồi, tiếp theo là chai này là Bio 30. Chai này sẽ cao cấp hơn chai Bio 20 xíu. Đó, thấy không? Nó là Bio 30, nó cao cấp hơn xíu. Giá của nó là 150.000. Rồi, tiếp theo là cái chai mà trùm cuối trong dòng này. Đó, cái chai này là Bio 45. Bio 45 thì giá là 230.000.
Tất cả những chai đây thì dung tích đều là 1 lít hết, nhưng mà những cái chai thí dụ nó càng mắc tiền thì cái chất lượng nó càng cao hơn, và nó hoàn toàn an toàn với lại da tay của mình, cũng như là an toàn với bề mặt sơn xe nếu như anh em sử dụng để lau rửa xe. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên tiếp cho anh em là một cái chai này cũng khá là cần thiết cho những anh em mà sử dụng xe ha. Thì đây là cái chai mà làm sạch bề mặt la răng. La răng là cái mâm xe đó anh em. Cái mâm xe thì từ những cái xe máy cũng có cái mâm xe, anh em cũng lau bằng cái này được ha. Tức là mình lấy, mình cũng đánh bọt ra hoặc là bỏ vô trong cái nồi dẻ đó, anh em quậy nước, quậy bọt lên rồi anh em lau lên xe, thì cái này nó sẽ tẩy những cái rỉ sét ra ngoài. Đó, thì thay vì sử dụng xe thì nó sẽ tẩy được một số cái vật liệu bằng kim loại khác mà mình cần, mình muốn nó vệ sinh. Đó, thì thay vì mâm xe cũng được, mà nồi niêu son chảo hay là những cái cây sắt thép gì đó bị rỉ á, mình tẩy nó, mình đánh vô mà rồi mình chà ra, thì cái này có cái có thêm cái dung dịch này mình chà rất là nhẹ nhàng. Rồi thì cái chai này ha, nó làm sạch bề mặt la răng thì giá 175.000 nha anh em. Rồi tiếp theo nữa là tới một cái chai này là chai dành cho anh em xài xe ô tô ha, hoặc là anh em trong văn phòng mà mình có ghế da rồi đó, thì mình xài cái này làm sạch và khử trùng ha, không làm khô nẻ nội thất ha, hương thơm dễ chịu. Thì tức là trong cái xe ô tô mình á, mà lâu lâu mình ngồi nó bị dơ, bị bụi hoặc là bị những cái gì đóng lên trên xe thì mình nó lâu lâu mình phải lau, thì anh em cũng quậy chung với nước ha, rồi mình thấm vô cái khăn rồi mình lau. Nó thì anh em thấy ha, làm sạch và khử trùng ha. Nó rồi nè, có cái hương thơm nhẹ và không làm khô nứt nẻ cái nội thất mình. Nó mình lau vệ sinh nội thất xe bằng cái này ha, hoặc là có thể là lau bàn, lau ghế, những cái nê ghế da, nệm da đồ cũng được luôn nha. Rồi ok, chai này thì giá 150.000. Rồi thì bây giờ á, hồi nãy giờ giới thiệu xong em sẽ tổng kết lại cho anh em ha. Đó, những cái chai này thì cái dung tích của nó đều là 1 lít. 1 lít mỗi lần mình xài có một chút xíu thôi, cho nên là những chai này mình xài rất là lâu nha anh em. Đó, rồi anh em nào mình quan tâm, mình thích cái chai nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Nhớ đọc đúng cái mã của nó nha. Rồi ok anh em, mới về được cho anh chị em mình là một cái lô sạc dự phòng hàng nội địa Nhật rất là xịn sò anh em ha. Đó, đây, đây là lô sạc dự phòng hàng nội địa Nhật ha. Đó, cái này là cái dung lượng của nó là 4000mAh. Đó, anh em thấy nó rất là mỏng nha. Đó, nó khá là mỏng ha. Nó rất là mỏng, rất là đẹp, rất là gọn gàng. Thường á, thì cái dung lượng 4000mAh là mình sẽ sạc được điện thoại khoảng là một lần ha anh em. Nó, ví dụ những cái điện thoại dung lượng cao là mình sẽ sạc được một lần. Còn những cái điện thoại mà dung lượng thấp thì mình sẽ sạc được hai lần. Đó, thì nó rất là gọn gàng ha anh em. Rất là gọn gàng, với lại cái này nó là hàng nội địa Nhật cho nên là cái pin của nó sẽ rất là khủng, tức là cái độ bền pin của nó sẽ rất là cao. Rồi thì cái này là như anh em thấy nó có các màu, nhưng mà khi gửi đến anh em thì em sẽ gửi màu ngẫu nhiên và em sẽ ship một lần là hai cái anh em ha, bởi vì nó rất là rẻ. Rồi và đi kèm nó có luôn cho anh em cái cáp anh em ha. Đó, cái cáp là để dành cho anh em sạc cái cục sạc dự phòng này, ví dụ như là đó, sạc dự phòng này thì anh em ghim vô cái đầu này là đầu TC nè, mình ghim vô mình sạc nè. Rồi một đầu còn lại anh em cắm vô trong cái cốc sạc USB của mình là mình xài ha. Còn nếu như anh em mình muốn sạc điện thoại thì mình lấy cái chui USB mình ghim vô đây rồi mình sạc điện thoại thôi. Rồi, khá là hay luôn nha anh em. Đó, hàng nội địa Nhật anh em thấy không? Đó, hàng nội địa Nhật ha, chữ Nhật nè. Rồi cái này là 4000mAh. Đó, rồi ok, tình trạng thì hầu như là chưa có qua sử dụng nha anh em. Mà cái này thì giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Thí dụ như cái này là em sẽ bán một lần một cặp nha anh em. Một cặp là hai cái ha, hai cái thì màu ngẫu nhiên. Đó, hai cái là hai cái với là cái cáp sạc thì giá cũng chỉ có là 220k thôi, tức là chỉ có hơn 100k một cái thôi. Nó giá rất là rẻ cho anh em ha. Hai cái là 220k. Rồi, đi kèm cái cáp sạc cho anh em mình luôn nha. Rồi anh em nào mà mình quan tâm, mình có nhu cầu á, thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, rất là mỏng ha, rất là mỏng, rất là đẹp luôn nè. Rồi ok anh em, hai cái em ship một lần hai cái là 220k nha. Rồi anh em nào quan tâm thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cặp kềm của Nhật ha. Cái này gọi là cái hàng mà siêu cao cấp luôn nha anh em. Rồi đây là cái cặp kìm của Nhật, nó gồm hai cây. Đó, một cây cây là kìm cắt, một cái cây là kìm mỏ bằng. Đó thì cái này là cái size lớn anh em ha, nó dài hơn gang tay của em nè. Đó thì nó khoảng là 2
200ml. Đó, mà cái này á, thì nó là size lớn, nó rất là xịn anh em ha. Và cái này nó sản xuất tại Nhật luôn anh em. Đó, sản xuất tại Nhật nha. Và cái này là cái thương hiệu rất là xịn ha, Fujiya, sản xuất tại Nhật luôn nha. Đó, rồi thì anh em mình thấy ha, nó đây nè. Anh em nhìn được cái lưỡi cắt của nó ha, với lại cái thiết kế của nó là anh em thấy rồi, cái độ hoàn thiện rất là tuyệt vời. Rồi thì cái này nó gồm là 2 cây, em bán một bộ là 2 cây nha anh em. Đó, một bộ là 2 cây, gồm một cây kìm mỏ bằng và một cây kìm cắt. Vật liệu là không thể thiếu của những anh em làm thợ hoặc là thợ điện hay là sử dụng gia đình rồi nha. Đó, rất là xịn, rất là đẹp nha. Rồi thì cái cặp này thì bên em đang bán với giá là 600k nha anh em. 600k một cái cặp kìm rất là xịn như vậy nha. Rồi, ok, anh em nào mình quan tâm tới cặp này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu xe đẩy 3 tầng anh em ha, của thương hiệu là CSBS. Đó, thì cái mẫu xe đẩy này có thể đẩy di chuyển đi rất là tiện lợi, rất là nhẹ nhàng bằng 4 cái bánh xe của nó nha anh em. Đó, 4 cái bánh xe này nó có thể là đẩy di chuyển đi tùm lum tùm la ha. Nó khi anh em để đồ đạc công cụ dụng cụ vô thì mình có thể đẩy đi được ha. Ở bên đây nó có cái tay cầm để cho mình đẩy đi nè. Đó, khá là tiện lợi, rất nhẹ luôn nha anh em. Thì cái xe đẩy 3 tầng này của thương hiệu CSBS là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng anh em ha. Những anh em mà mình làm gara, đầu tư gara đồ đó thì hầu như đều biết những cái thương hiệu này rồi. Đó, cái này là nó chuyên xuất khẩu qua Mỹ, cho nên là ở bên Mỹ rất là nhiều cái gara sử dụng cái thương hiệu này. Rồi thì cái mẫu này là mẫu xe đẩy 3 tầng anh em ha. Nó anh em nhìn vô là mình biết rồi, nó có 3 cái tầng. Rồi và ở trên đây nó có cho mình một cái miếng đệm nè. Thật ra là 3 miếng đệm. Mỗi tầng anh em sẽ để cái miếng đệm lên để khi mình để đồ đạc lặt vặt nó không có bị trầy. Rồi thì cái này em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn ha. Rồi về cái mẫu xe đẩy này thì cái chiều dài của nó là 72 cm ha. Chiều dài là khoảng 72 cm. Chiều rộng nè. Chiều dài 72, chiều rộng là 43. Đó, còn về cái chiều cao từ dưới đất lên trên tới cái phần này là 76 anh em ha. Đó, 72 nhân 43 nhân 76. Rồi thì cái xe đẩy 3 tầng này ở phía dưới là nó có 4 cái bánh xe chịu lực, nói chung nó tải cũng rất là nặng anh em ha. Cỡ em mà em 70 mấy 80 kg em ngồi lên là đẩy thoải mái luôn á. Rồi thì nó gồm 3 cái tầng, 3 cái ngăn cho mình dày. Ở ngoài thì sơn tĩnh điện anh em ha, sơn tĩnh điện màu đỏ nè. Đó, đỏ nhám này nên nhìn nó đẹp lắm anh em. Đó. Sơn tĩnh điện màu đỏ nhám ở bên ngoài, nhìn rất đẹp anh em ha. Cực kỳ chắc chắn luôn, cái này mà hai người ngồi lên thì cũng được luôn nữa đó. Đó, cực kỳ chắc chắn nha. Và cái bản này thì nó có 2 màu, một màu đen và một màu đỏ, cả hai màu thì đều làm màu nhám hết cho nên nhìn nó cứng cáp và nó rất là đẹp. Rồi thì cái xe đẩy 3 tầng này thì bên em đang bán với giá 1 triệu tư nha anh em. 1 triệu tư một cái, tình trạng là mới 100% ha. Khi gửi đến anh em là em sẽ gửi full thùng cho anh em về ráp vô. Rồi, ok anh em nào quan tâm tới cái mẫu xe đẩy 3 tầng này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy thổi lá sử dụng điện hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó. Rồi, ok anh em, thì cái mẫu máy thổi lá này là nó sử dụng điện 100V ha, công suất là 400W. Rồi, đi kèm nó là gọn gàng như vậy, anh em ghim vô điện là mình xài thôi, nhưng anh em lưu ý là điện của Nhật là điện 100V nha. Nó gồm cho mình hai cái phụ kiện là một cái ống này để anh em thổi nè, còn nếu như anh em mà mình muốn hút á, mình muốn hút bụi á, thì tại cái máy này nó đa năng luôn, mình mở cái này ra, mình đưa cái này về đây. Đó, cái đầu này, rồi mình cắm cái ống vô trong đây. Đó thì nó sẽ hút bụi, nó hút bằng cái đầu ngang ở dưới đây và nó đựng bụi ở trong đây. Nó khá là tiện lợi cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái mẫu máy này là máy hút thổi bụi đa năng. Đó, vừa hút và vừa thổi luôn. Rồi thì cái mẫu này thì bên em đang bán với giá chỉ có 320k thôi, tình trạng là hầu như chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Hàng nội địa Nhật chưa qua sử dụng luôn ha. Rồi, ok anh em, 320k điện 100V, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu thước anh em ha. Đó, cái này là mẫu thước kéo nha anh em. Thước kéo dành cho anh em mình đo đất nè, hoặc là mình đo những cái gì có chiều dài nó dài á. Đó, thì mình đo bằng cái này rất là ok anh em ha. Rồi, cái này rất là chất lượng nha anh em. Đó, đây nó có cái tay cầm nè. Anh em chỉ việc mình ghim xuống đất, rồi là mình kéo nó đi thôi. Nó khá là hay anh em ha. Nè, cái phần đầu này nè. Đó, mình mở ra nó có cái mũi nhọn anh em ha. Thì khi mà anh em ghim xuống đất vậy nè, rồi là mình rút nó, ví dụ đây, em rút như vậy đi. Đó, thì đây ha anh em ha.
nó có cái mặt số nè. Rồi còn khi mà anh em xài xong thì chỉ việc vậy, có cái tay quay mình quay nó, mình cuốn lại thôi, rất là nhẹ nhàng luôn. Và cái này nó làm bằng kim loại anh em ha, nó làm bằng cái tấm thép ha, nói cho nên là nó rất là bền nha anh em. Rồi xài xong thì chỉ việc mình cuốn lại thôi, cầm đi cũng rất là gọn gàng anh em ha. Chiều dài của nó tối đa là lên đến 50 mét nha anh em. Rồi cái này thì mình đóng lại thôi, khá là hay anh em ha. Rồi ok anh em, cái này thì bên em đang bán với giá là 250k thôi, 250 cái, thước đo 50 mét như vậy anh em. Đó, thước đo cắm đất 50 mét rất là xịn sò ha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Rồi ok. À rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ gậy golf rất là đẹp luôn anh em. Thì cái bộ gậy golf này ha, làm màu cam. Đó, cái này á thì một cái bộ nó gồm 7 cây ha. 1, 3, 5, 7, 9 nè. Đó, 1, 3, 5, 7, 9 cây S với lại cây ZB ha. Thì cái bộ này là nó cũng đầy đủ cho anh em mình tập luyện luôn nha. Đó, từ tập ở trong nhà, trong sân đó, hay là chơi thì nó cũng tương đối là đầy đủ cho anh em mình. Mà cái này quan trọng là chưa qua sử dụng luôn anh em. Đó, cái bộ này thì chưa qua sử dụng luôn ha. Nó gồm luôn cho anh em cái túi nè. Đó, cái túi này thì còn rất là đẹp. Đó. Rồi, thì ở trên đây nó có cái đồ trùm lại nè, anh em có thể gài lại, còn khi mình chơi thì mình mở ra. Rồi, thì cái cây, cái bộ này, đó, tình trạng là chưa xài, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rồi, cái bộ gậy golf này full luôn cái túi này ha anh em. Đó, giá của nó là 4 triệu nha anh em. Đó, bộ gậy golf full luôn cái túi màu cam, giá là 4 triệu ha. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, bộ này giá rất là tốt cho anh em luôn. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu đèn pin cầm tay anh em ha. Nó siêu sáng của Tojiro. Đó, Tojiro Nhật Bản nha anh em. Thì cái mẫu đèn pin cầm tay này á, anh em nhìn vô mình thấy ha, cái thiết kế của nó này, trước tiên nó có một cái chân cho mình. Thì thật ra cái chân này anh em thích thì mình để cái chân này, còn không là mình có thể dặn ốc mình mở nó ra, mình xách tay không cũng được nha anh em. Rồi thì cái đèn pin này anh em thấy cái chóa đèn rất là to nha anh em. Nó chóa đèn rất là to ha, cái chóa đèn này là nó tới 15 sen anh em ha. Đó, 15 sen cho nên là cái độ chiếu sáng của nó rất là xa. Anh em coi nè, cái thiết kế cái gương cầu lòi anh em ha. Nó thiết kế một cái gương lòi nè, cho nên là cái độ mà phản quang của nó rất là xa. Đó, trong đây là cái tim của nó là tim LED. Thì anh em ha, cái đèn này á, anh em mình mua á, thì nó kèm cho mình một cái cáp sạc. Anh em sạc đầy rồi mình xài anh em ha. Cái này nó chiếu xa lên đến 800m. Nó lên đến 800m. Một cái ánh sáng rất là tuyệt vời anh em ha. Này em rọi thử cho anh em coi nè. Nó có 3 chế độ nha. Đó, chế độ thứ nhất nè, chế độ thứ hai nè, chế độ thứ ba nè. Đó, chế độ báo động nè. Đó, tắt nè. Rồi thì nói chung ở trong ban đêm nó rất là tuyệt vời. Nó là một trong những cái dòng đèn pin mà sáng nhất, xa nhất hiện tại ở đây luôn. Đó thì anh em sử dụng cho thí dụ nhà mình sân vườn nè, hay là để sử dụng để đi xôi ớt, xôi cá gì đó, nó thì tùy anh em. Rồi ok, rất tuyệt vời. Ba chế độ thứ nhất sáng mạnh nè, sáng vừa nè, sáng nhẹ nè, báo động nè. Đó, khá là tuyệt vời nha anh em. Rồi ok, mua một lần là mình xài hoài luôn, bởi vì nó có cái dây sạc, xài hết pin thì sạc thôi. Rồi cái đèn này thì bên em đang bán với giá là 390k ha anh em. Đó, chính hãng của Tojiro Nhật Bản luôn. Rồi anh em nào quan tâm tới cái mẫu đèn này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Nói em về lại cho anh em là một cái dây thông cống nha anh em. Cái này là dây thông cống ha, cái này là hàng nội địa Nhật nha anh em. Rồi thì cái dây này á, kiểu như nó bằng thép dẻo á anh em. Đó, khi mà cái cống hoặc là cái lavabo của mình bị nghẹt hay này nọ đó, mình không có đồ để mình thông cống vô á thì nó sẽ bị nghẹt, nó rất là khó chịu. Thì anh em có thể sử dụng những cái dây như vậy, nó để mình chọc vô trong á, để cho nó khai thông cái cống, cái lavabo của mình nha. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 200k nha anh em. Đó, 200k một cái dây thông cống như vậy ha. Cái này nó bằng thép nha. Rồi ok, anh em nào quan tâm cái dây thông cống này thì inbox cho em nha. Hiện tại em về được mấy bộ. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cây kéo cắt cành nha. Đó, đây là cái cây kéo cắt cành rất là xịn sò luôn ha. Cái này là của Nhật nha anh em. Đó, đây. Nó cái kéo cắt cành này á, là nó sử dụng cái sắt là SK5 cho nên nó rất là cứng ha. Ở đây á, thì nó có cho mình là nó sử dụng nhíp nè anh em, thấy cái này là cái nhíp nha.
cái nhíp này thì nó cái độ bền sẽ cao hơn cái lò xo rất là nhiều lần luôn nha anh em. Đó, rồi thì cái này á là anh em mua về cắt rất là ngọt nha, cắt thoải mái luôn á. Đó, cái này là bao cho anh em cắt luôn. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 190k nha anh em. 190k một cái cây kéo cắt cành như vậy nha. Dạ rồi, thì em sẽ kết thúc cái video hôm nay ở đây đi. Đó, anh chị em mình quan tâm sản phẩm nào cũng như cái đồ gì thì cứ vui lòng liên hệ hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Còn những anh em mà mình mới xem kênh của em lần đầu thì cho em xin nút like và nút đăng ký kênh để không bỏ qua những cái video mới cũng như những cái sản phẩm mới về bên em nha. Rồi, em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong những cái video sắp tới ạ.